Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần về lộ ý môn. Trong phần về lộ ý môn thì chúng ta đã đi qua cái phần định nghĩa về lộ ý môn. Phần thứ hai là 14 cái nhân mà nó làm khởi sanh cái dòng lộ ý này. Và cái thứ ba là chúng ta đang nói đến hộ kiếp trong lộ ý môn. Thì trước khi đi cái phần này ôn lại, tại vì khi mà chúng ta bước qua cái phần số 5 là cái phần động lực trong lộ ý, thì nó sẽ có liên quan đến cái hộ kiếp trong lộ ý, cho nên là chúng ta ôn lại chút xíu. Cái dòng tâm thức, hay chúng ta còn gọi đó là nó là dòng nghiệp. Chúng ta còn gọi đây á là một cái dòng về tâm linh, dòng sống về tâm linh. Chúng ta còn gọi đây là cái chính là cái hoạt động nội tâm của mình. Và chúng ta cũng còn gọi đây là vấn đề thuộc về tâm linh. Chữ linh này có nghĩa là nó nhanh nhẹn, nó biến đổi hết sức là linh hoạt. Và cái hoạt động của tâm nó là như thế, và nó trôi chảy từ trong nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta sẽ không biết bắt nguồn từ đâu. Và Đức Phật đã thể hiện cái đó bằng cách là kéo cái dòng tâm thức này nè thành ra một cái vòng tròn, mà chúng ta gọi đây là cái vòng luân hồi. Không biết bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc từ đâu, nó gọi là vô thủy. Và đây là vô chung. Chữ thủy này có nghĩa là ban đầu. Về sau người ta sai chính tả, ta viết ra là chữ thủy. Ví dụ Phật giáo Nguyên Thủy thì cái chữ thủy đó này không phải chữ thủy này. Thành ra đó, khi mà chúng ta học về cái giáo pháp này đó, thì chúng ta không đặt vấn đề bắt đầu và chúng ta không đặt vấn đề kết thúc. Tức là chúng ta không đặt vấn đề là bắt đầu từ khi nào và kết thúc từ khi nào. Mặc dù nó có cái luật của nó, không phải là không có, nhưng đó không phải là cái chuyện quan tâm lớn của chúng ta, bởi vì nó thuộc về một cái kiến thức. Cái mà chúng ta khảo sát á, là cái đời sống hiện tại của chúng ta đây. Đây là chúng ta sẽ sinh ra và tử. Và tất cả khi mà chúng ta gọi nó là một cái dòng tâm thức là bởi vì những cái hoạt động của tâm nó. Thì như chúng ta nhìn ở đây, chúng ta thể hệ cái tâm này sinh ra, rồi nó sinh tiến dị diệt, rồi nó bắt đầu là nó làm một cái, nó lừa dừa làm cái nhân để nó sinh ra cái quả và cái tâm kế tiếp đây. Cái số 1 này nó là nhân, nhân để nó sinh ra cái quả. Mà nó nhân cũng là duyên, là bởi vì khi mà nó tử ở chỗ cái điểm này đó, thì lập tức tất cả những cái gia tài mà nó có ở đây đó, là nó chuyển qua cho cái đứa con của nó. Và đây cũng sẽ là nhân, để mà đây là quả, và nó cũng là cái duyên để mà chuyển tất cả những cái tài sản này sang đây. Và cái đời sống chúng ta nó trôi chảy là nhờ cái sự sinh diệt nối tiếp nhau. Cũng như là các nhà khoa học nói rằng là tất cả cái dòng chảy của nước là do các nguyên tử xô đẩy lẫn nhau mà nó thành cái dòng nước. Thì đây là tất cả những cái tâm của chúng ta sinh diệt để nó xô đẩy với nhau mà nó trở thành một cái dòng sống trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và chúng ta gọi là cái dòng tâm thức. Chúng ta gọi đây là nội tâm của mình. Đây là cái dòng về tâm linh hay thuộc về tâm linh của mình. Và đây cũng chính là cái dòng nghiệp của mình. Và sẵn đây thì sư cô cũng nói là từ lâu nay đó, là sư cô khi mà giảng cho trong lớp mình á,
Chị hãy vẽ cái phần này, hai cái phần này. Cho nên gọi đây là cái đời sống nội tâm của mình. Nó gồm có hai phần. Một phần trong cái dòng nghiệp của mình. Cái dòng nghiệp này đó, cái phần trên nó là cái dòng nghiệp thiện. Cái nhân của nó là có vô tham và vô sân. Cái thứ hai, từ đây nó có thiện trí. Thì nó có ba nhân. Vô tham, vô sân và trí tuệ. Hay được còn gọi là vô si, thì nó là ba nhân tất cả. Thì khi mà chúng ta thấy cái phần này, một cái phần trong cái dòng nghiệp của chúng ta là cái dòng nghiệp bất thiện, hay là dòng nghiệp xấu, dòng nghiệp ác, thì cái dòng nghiệp này nó có ba nhân. Đó là cái nhân tham, nhân sân và nhân si. Cho nên khi mà vẽ cái hình này ra để nói đó, thì đây là nói nghiệp, dòng nghiệp nó đang chảy trong tâm của chúng ta. Thì cái dòng nghiệp đó bao giờ nó cũng có hai cái phần, một cái phần thiện và phần bất thiện. Khi mà chúng ta sinh ra đời đó, thì chúng ta sinh ra đời bởi cái tâm quả thiện hoặc là thiện trí. Thì lần trước sư cô có nói là 8 tâm quả này. Thì khi mình sinh ra như vậy đó, là trong cái thai bào của mẹ đó, là cái tất cả cái thuộc về các cái căn mà để làm một cái con người đó thì nó hoàn hảo. Tức là nó không có bị khuyết tật một cái chỗ nào hết á. Thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả thiện và thiện trí. Hỷ hoặc xả tùy theo. Ở người ta sinh ra vậy. Còn bây giờ đó, cái người cũng sinh ra làm người, nhưng mà nó khuyết tật từ trong bụng mẹ, thì nó sẽ cũng sẽ sinh ra bằng cái tâm thiện này, tâm quả thiện này, nhưng mà tâm quả thiện vô nhân. Để ta sinh ra bằng tâm quả thiện vô nhân. Quả thiện vô nhân này nó yếu hơn là cái quả thiện, và nó yếu hơn cái quả thiện trí nữa. Thì sư cô vẫn nói với quý vị rằng là một cái người mà tôi sinh ra tật nguyền từ trong cái bụng mẹ đó, thì hãy nhìn cái dấu hiệu của cái tật nguyền đó để chúng ta biết rằng nó là người này tạo tác ra cái nghiệp xấu ác. Nó nằm trong cái giới thứ nhất, tức là cái giới sát. Nhưng mà người này đó, sau khi mà đã coi như trong cái lúc mà bức xúc, trong cái lúc mà nó cái tâm của mình đó, đi lên cái cực điểm của cái sân. Tức là sân có ba cấp độ, sân, sân độc và sân ác. Thì nó lên tới cái cực điểm của nó thì nó tạo cái ác nghiệp. Nhưng mà sau khi đó, sau khi mà nó lên tới cái cực điểm, tức là nó xóa hết, giống như là cái hình mà sư cô vẽ đó. Khi mà cái sân ác nó khởi lên đó, thì nó sẽ nhuộm hết tất cả. Rồi cái dòng nghiệp tới đây là nó sẽ bị nhuộm hết. Nhuộm hết, không còn gì cả. Không còn cái phần trạng đó. Thì cái ác nghiệp tạo ra. Nhưng mà sau khi nó tạo cái ác nghiệp rồi đó, thì người này nè, do cái thiện của mình đó, mình cảm thấy mình bất an. Và do cái thiện trí của mình đó, làm cho mình nhận định ra rằng là mình quá đáng rồi. Mình quá đáng rồi. Mình làm như vậy là sai. Mình làm như vậy là rất ác. Mình làm như vậy là gieo cái đau khổ cho người ta và gieo cái đau khổ cho mình nhiều quá. Thì khi đó đó, trong cái tâm của người này nó đã có một cái sự thay đổi. Thì khi đó cái tâm người này là thiện và cái pháp mà coi như là thiện trí nó khởi lên. Thì kể từ đó đó, người này sám hối, nói rằng con đã biết rằng con sai rồi, con tạo đây là một cái ác nghiệp, và con nguyện đó đời đời kiếp kiếp đó, con không có tạo cái lỗi lầm, cái tội lỗi này, cái ác nghiệp này đó, con nguyện chấm dứt. Và con nguyện đó, kể từ cái giờ mà con nhận ra được con sai ra rồi đó, thì từ đây con sẽ tiếp tục đó là chỉ làm cái điều thiện mà thôi. Chỉ làm cái điều thiện mà thôi. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng là
không thể 100%. Nhưng mà cái thiện thô, cái ác thô nó không còn nữa. Ví dụ sân nó vẫn còn, nhưng mà nó chỉ có lên tới cao nhất là cái sân độc thôi, chứ còn cái sân ác nó không lên được nữa. Thì tất cả những cái phần này nè, khiến cho cái người đó khi thân hoại mạng chung, trong một kiếp hoặc trong nhiều kiếp nữa, do cái sự sám hối và do cái quyết tâm làm điều lành của mình đó, thì cái người này sẽ được tái sanh làm người. Nhưng mà người nó bị khuyết tật từ trong bụng mẹ, như vậy nó vẫn là cái quả thiện. Còn tất cả những cái mà thuộc về quả bất thiện chúng ta thấy nằm đây, thì cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này, nó sẽ làm cái công việc đó là tái sanh. Và nó chứa đầy đủ những cái yếu tố thuộc về sanh sân si, thì nó sẽ đưa những người này xuống bốn cái cảnh khổ. Bốn cái cảnh khổ nó thuộc về súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Bốn cái cảnh khổ triền miên trong cái cảnh đó. Cho đến khi nào cái người đó, bởi vì chúng ta hiểu thế này nè, cái khi đó mà trong cái tâm mình mà mình tạo những cái bất thiện nghiệp đó, thì cái đặc điểm của nó là bao giờ trong tâm mình nó cũng dao động. Nó dao động đó. Cái khi mình ta lắng động lại, tức là bắt đầu nó yên. Thì khi nó yên, tức là cái pháp thiện nó khởi sanh lên. Và nó cứ khởi sanh lên vậy, thì từ từ cái thiện trí nó sẽ khởi lên. Thì cái người đó, chừng đó mới có thể nói tới chuyện thoát ra được, mới gọi là siêu thoát được. Còn không, nó sẽ ở cái mức dưới này. Đây là thiện, và thiện trí nó sẽ tăng lên. Bây giờ chúng ta đây là những cái người mà chúng ta có cái ân nghĩa, chúng ta là con cháu trong cái gia tộc này, chúng ta là người có cái thọ cái ân của cái người này, thì chúng ta làm phước thiện, chúng ta hộ trì tam bảo, chúng ta làm bất cứ cái gì thuộc về cái sự tu tập đúng đắn và tốt đẹp, chúng ta hồi hướng cho những người. Và khi chúng ta hồi hướng, nó giống như một cái năng lượng lành nó truyền tới. Thì khi những cái năng lượng xấu này nó cứ dập dềnh thì những cái năng lượng lành nó gửi tới, nó sẽ quá dễ lòng, nó làm cho cái người này đó bình an. Lần trước sư cô có nói trong cái lớp này đó, là một cái giai thoại mà trong Phật giáo Đại Thừa đó, khi nói rằng là ngày Một Kiền Liên mà đưa cái chén cơm cho mẹ mình là bà Thanh Đề ăn đó, thì khi bà bốc vào nó bốc lửa, thì ngài mới về thỉnh ý Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng là phải có cái năng lực tụng kinh cầu nguyện của chư tăng hồi hướng cho bà. Thì khi mà cái năng lực tụng kinh đó nó trở thành cái năng lượng lành, nó đưa tới cho quỷ đói, mà trong tâm lúc nào nó cũng là như cái lửa cháy nó bốc lên nóng nảy và nó dao động rất là nhiều, thì cái người này bình yên trở lại. Khi yên trở lại đó, thì những cái quả của thiện nghiệp nó sẽ phát sanh, hiểu không? Quả của thiện nghiệp phát sanh, quả của thiện trí phát sanh. Người này nhận thức ra được là mình sai rồi, mình không có đúng nữa. Cái tâm mình nóng nảy, cái tâm mình bồn chồn, cái tâm mình bức xúc, và lúc nào mình cũng sôi sục những cái điều không hay. Cái đó là cái tai họa cho mình, để mà mình chìm đắm hoài trong cái đau khổ mình không ra được. Và người khác đến cứu mình, không phải là tất cả những cái năng lượng đó có thể là cứu mình ra, nhưng mình đã có sẵn lấy cái gì. Cho nên chúng ta gieo trồng thật là nhiều, để khi mà chúng ta có sai trái một cái gì, có phạm cái gì đó, thì ta đem năng lượng lành lại mình nói được, siêu thoát rất nhanh. Cũng như là chúng ta học trong kinh á, chúng ta thấy rằng khi mà một cái vị mà giống như mình gọi là một cái tôn giả, tức là đã đắc quả vị Phật rồi, đọc bốn cái câu kinh thôi, nhưng mà có người cái câu thứ nhất là đã nhập vào dòng thánh, có người đó phải đợi bốn câu mới nhập vào dòng thánh. Đức Phật giảng kinh thì chúng ta thấy có những cái bài kinh ngắn, có những bài kinh trung, có những bài kinh dài. Có những người nghe cái bài kinh ngắn xong là nhập vào dòng thánh, có người nghe xong bài kinh ngắn đắc đạo quả, có người phải nghe bài kinh trung mới đạt được, có người phải nghe cái bài kinh dài
mới đắc được. Có những người nghe xong không thể đắc được mà phải còn hành trì một cái thời gian nào đó mới đắc được. Nguyên do là nó nằm ở chỗ này. Và cái công phu tu tập trong nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta đó thâm sâu hay không thâm sâu. Thì bây giờ cái sự tiếp nhận giáo pháp cũng như cái chuyện mà chúng ta đã khởi lại cái sự hành trì của mình á, nó sẽ nối kết lại. Và lần trước khi sư cô và giảng cho quý vị, sư cô mới nói rằng đây là một cái cảnh mới chiếu qua các căn và cái lỗ ngũ. Chiếu qua cái lỗ ý thì nó chiếu qua cái căn ý, thì nó có một cái sức của nó gọi là cái cảnh lực. Khi nó chiếu vào đó, khi nó chiếu vào đó thì thôi đây, ở đây cái dòng này á là nó chỉ về cái đời sống nội tâm, cái tâm linh của người này nó có hai phần, một cái phần trắng và phần đen. Khi nó chiếu vào đây đó thì phần trắng hay phần đen gì đó, tức là pháp thiện hay pháp bất thiện gì đó, thì cái căn bản nó vẫn có cái sở hữu tâm. Nó căn bản nó vẫn có cái sở hữu tác ý. Thì khi cái cảnh mới nó phát sinh lên á thì nơi đây này, nơi đây. Chúng ta có thể hình dung đây. Đây là một cái tâm mà chúng ta chi tiết ra. Chi tiết ra. Thì cái cấu tạo của nó sẽ đi như thế này. Nó tùy theo cái con số mà chúng ta ghi ở đây. Con số ở đây ví dụ 21 thì nó sẽ có 21 cái sở hữu tâm, và nó sẽ xếp như thế này trong cái tâm của chúng ta. Chứ không phải nếu chúng ta nói cái tâm sân là chỉ có một. Một là một tâm sân, nhưng mà trong sân, trong tâm sân nó có cả một cái gia đình của nó, là nó có cái một chùm của sở hữu si. Nó có một cái chùm của cái bảy cái sở hữu biệt cảnh, tức là nó sẽ phối hợp trong những cái này. Nó tùy. Tùy cái tên nó, nó sẽ có phối hợp khác nha. Khi nào chính giữa mà nó có cái vòng tròn này thì chúng ta phải hiểu là nó có trí tuệ bên trong. Còn khi nào nó không có là không có trí tuệ. Chúng ta hiểu cách sắp xếp như thế này. Thì khi nó tiếp cận thì cái cảnh lực này nó tấn công vào. Đây là cái dòng hộ kiếp. Đây sư cô giảng chi ly nha. Khi mình nói cái dòng hộ kiếp á, là nó sẽ trôi chảy hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp thiện và cái dòng nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi mình nói cái hộ kiếp này đó, thì nó chính là cái tâm tục sinh. Như vậy khi mình sinh ra là một cái con người hoàn hảo thì tâm tục sinh của chúng ta sẽ là tám cái tâm quả thiện đây. Nghe rõ chưa? Thì tâm tục sinh này là tâm quả thiện, hoặc là tâm quả thiện trí. Nói vậy đi. Thì như vậy tất cả những cái tâm thiện, đây tâm thiện thọ xả ly trí, đây tâm thiện thọ xả hợp trí, hai cái này đây, nó sinh ra đây, sinh ra đây. À, thì như vậy chúng ta sẽ thấy vậy. Bây giờ thiện hay là thiện ly trí, quả thiện ly trí, thì nó đều có các cái sở hữu tợ tha này. Thì sở hữu tợ tha này nó sẽ có xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tác ý, thì nó có tác ý. À, bảy cái sở hữu biến hành. Bây giờ tới bảy cái sở hữu biệt cảnh thì tầm tứ thắng giải cần thị dục, nó có sở hữu tâm ở đây. Thì khi mà cái cảnh lực nó tác động vào trong cái hộ kiếp này thì cái hộ kiếp này nó sẽ phát sinh. Đây là sở hữu tác ý. Nó sẽ hướng về cảnh, sở hữu tác ý, rồi nó sẽ tìm đến cảnh. Đây là sở hữu tâm. Và khi cái động tác này xong đó thì coi như cái cảnh lực này chiếu vào, thì cái hộ kiếp này tiếp nhận được. Cho nên là khi mà có tới cái chỗ này đó
khi mà bắt đầu cái nó chiếu vào mà để cho cái sở hữu tác ý và sở hữu tâm mà nó nối kết được đó, thì đó là vừa qua. Và khi nó nối kết mà coi như là được rồi đó, chắc chắn là nó sẽ rung động, rồi sau đó dứt dòng, thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái dòng tâm thức mới. Còn nếu không, đây là quá khứ đang lặng lẽ diễn hoạt ở trong tâm của chúng ta. Cho nên lúc nào trong cái nội tâm chúng ta mà không có sáu cảnh mới, một trong sáu cảnh mới phát sinh ra, thì chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong quá khứ, dòng hậu kiếp của mình. Và như vậy chúng ta sẽ thấy này, nơi đây nó sẽ có cái một cái sở hữu nữa, là chúng ta gọi nó là sở hữu tưởng. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì khi mà nó tiếp nhận vậy thì chúng ta sẽ thấy này, khi mà cái kháng ngũ môn này nó phát sinh lên rồi, thì cái kháng ngũ môn này đó nó thuộc về tâm quả, năm cái thức quả, năm thức quả thiện hoặc năm thức quả bất thiện. Thì chúng ta sẽ thấy á, nếu mà thiện á thì cái dòng nghiệp thiện ở đây nè, nó sẽ khởi lên, cái tâm quả của nó sẽ trổ sanh ở chỗ này. Và tiếp theo đây, ngũ song thức của nó, cái thức này nó cũng sẽ là thức thiện. Và đây đó, tiếp thọ nó cũng thiện, quán sát nó cũng thiện, nhưng phân đoán chưa biết. Vì phân đoán đây, nó sẽ chiếu xuống cái chỗ này, nó chiếu xuống cái dòng nghiệp này, nó chiếu xuống ngay cái chỗ của cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện, chuyện nó chưa biết. Chuyện đó nó nằm ở đâu? Chuyện đó nó nằm ở trong cái kho chứa của chúng ta. Cái kho chứa đó là cái sở hữu tưởng. Và chúng ta hiểu rằng cái sở hữu tưởng nó bất cứ những gì khởi lên trong tâm của mình, những gì mình đã được tuyên thuyết ra, những gì mình đã ứng xử, thì tất cả sở hữu tưởng nó đều có một cái năng lực đó, là nó ghi nhận hết tất cả, không bỏ sót một cái gì cả. Nó làm việc rất là khách quan, chưa hết. Và như vậy đó, dần dần nó hình thành nơi trong cái tâm của chúng ta đó hai cái dòng năng lượng, một cái năng lượng lành và cái năng lượng xấu cho mình, năng lượng không tốt cho mình. Thì cái khi đối với cái cảnh này á, khi nó có một cái sức hút như vậy, thì chúng ta phải hiểu đây là sức hút của nhân quả. Và nơi đây cái sức hút này á, nó là cái lực của nghiệp cảm, bởi vì cảm thọ của chúng ta nó quyết định cái mà chúng ta gọi là chúng ta vui sống hay là chúng ta bất hạnh trong cái đời sống. Cái cảm thọ nó gọi là nghiệp cảm. Thì ngay từ đầu đó, giữa cái quả đây, sự xuất hiện này, đây là những quả này, và khi nó nối kết một cái để hình thành một cái dòng tâm thức mới cho mình đó, thì cái sự nối kết này là sự nối kết bắt đầu bằng nghiệp cảm. Nó đi bằng cảm xúc và nó đi bằng khí, nó đi cực là nhanh. Nó gọi là giống như một cái lực hút. Thì chúng ta nhớ là cái lực hút này, khi mà những cái pháp bất thiện mà chúng ta ngỡ là pháp thiện, thí dụ như khi mà chúng ta yêu mến ai hay là yêu mến bất cứ một cái gì, thì bao giờ cũng vậy, cái khuynh hướng chúng ta đó, là chúng ta muốn gìn giữ cái đó, chúng ta muốn ôm ấp cái đó, chúng ta muốn nó thuộc về mình sở hữu nó, mình sử dụng nó và mình hưởng thụ nó. Và khi mà chúng ta được đáp ứng yêu cầu như vậy đó, chúng ta lấy làm thỏa mãn, lấy làm vui vẻ, thì cái đó chúng ta gọi là hạnh phúc. Nhưng thật sự nó là sự thỏa mãn, nó là sự hài lòng, và nó chính là tám cái tâm tham đây. Cho nên á, là cái hoạt động của nó là khi mà chúng ta đó thích cái gì, chúng ta ôm ấp, chúng ta sở hữu nó, thì chúng ta muốn giữ mãi, giữ hoài. Thành ra khi mà cái quả nó gặp lại đó, thì nó có một cái lực hút để nó thuộc về nhau.
thì cái quả nghiệp nó mới trổ sạch. Và chúng ta không hiểu đó là pháp bất thiện. Rồi bây giờ đó, khi mà những cái đó đó chúng ta muốn mà chúng ta đây không sở hữu được, chúng ta muốn mà chúng ta đây không có chiếm hữu được, không có hưởng thụ được, thì nó sẽ làm nên một cái sự khao khát, nó làm nên cái sự hụt hẫng, và nó thiêu đốt ở trong tâm, làm cho mình đó là cứ nhớ mãi, cứ mong mỏi mãi, cứ khao khát mãi không được. Nó vẫn hướng về, nó vẫn bắn về cái tầm, cái tứ nó vẫn bắn về, nó hướng về đó, nó đến không được, nó dội ra, nó lại hướng về, rồi lại tìm tới, nó dội ra, nó cứ vậy. Nó vẫn là một cái sự nối kết. Bây giờ cái người này được rồi, đã giữ được rồi, đã chiếm hữu được rồi, đã hưởng thụ được rồi. Nhưng bây giờ vụt một cái đó, cái mà chúng ta đang chiếm hữu đây đó là nó thay đổi, đột nhiên nó thay đổi. Nó không còn như chúng ta mong mỏi nữa thì đau khổ phát sinh. Hoặc là nó tụt khỏi tầm tay chúng ta, không còn giữ được nữa thì chúng ta đây đau khổ sẽ phát sinh. Và như vậy cái đau khổ này đó, nó có thể thế này. Một là chúng ta tiếc nuối, hai là chúng ta thất vọng, ba là chúng ta hận thù. Khi chúng ta tiếc nuối thì chúng ta mong muốn được có trở lại. Khi chúng ta thất vọng thì chúng ta tìm về những cái im đẹp cũ. Khi chúng ta tức tối thì chúng ta muốn dùng cái lực đẩy nó ra, chúng ta sẽ đẩy nó ra, chúng ta đẩy nó ra, và chúng ta hiểu đẩy ra này là có đụng chạm vào. Như vậy khi nó xuất hiện trở lại, nó vẫn là một cái lực. Cho nên chúng ta sẽ khảo sát cái này, chúng ta thấy thôi. Thường thường mấy cái cô cậu nhỏ nhỏ mà yêu đương nhau rồi đến gặp sư cô đó, thì sư cô mới hỏi thế này là sư cô biết à. Bây giờ con với bạn của con quen nhau như vậy đó, thì con thử lấy cái cân lên con tính đi. Rồi có hồi mà tụi con quen tới giờ được thời gian là bao lâu, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, thì con bắt cái cân lên con tính đó, thì cái niềm vui của con nhiều hay là cái sự xung đột hay nhiều, hay tính đi. Mà khi mà con thấy cái sự xung đột nó nhiều đó, thì con phải hiểu rằng khi về sống chung, cái phần mà nhiều này nó sẽ tăng lên nữa, còn cái phần kia nó sẽ hiếm hoi trở lại. Bởi vì đây đó là luật nhân quả. Còn nếu như cái sự mà coi như hòa hợp nó nhiều mà cái xung đột nó ít đó, thì mình có cách để mình tránh. Còn cái kia tới chỉ là đau khổ, vì người ta không nắm được gì cái luật của tâm linh. Tất cả những cái hôn nhân đều nó có thể nói là nó chiếm 80-90% nó là những cái pháp quế nhiễm kết cấu với nhau. Mà cái người mà có thể chung sống đó, mà nó có hạnh phúc với nhau đích thực đó, là đích thực có nghĩa là người ta hòa hợp với nhau trong cái đời sống, mà đồng thời khi sống chung đó, người ta cảm thấy người ta có một cái lực nâng đỡ. Cái người sống chung đó, không những thấy hòa hợp vui vẻ mà còn có cái lực nâng đỡ. Đây là phước báu nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Và đặc biệt là hai cái người này đó là không có phạm cái giới tà dâm và không phạm giới sát trong nhiều kiếp, giữ giới trong nhiều kiếp. Còn nếu không đó, khi người ta chung sống với nhau đó, cái niềm vui thì nó ít, mà cái sự thương tổn nó nhiều, mà nó làm cho người ta bị vùi dập xuống, bị chà đạp xuống thì rất là nhiều, bại hoại rất là nhiều, nhưng người ta không nhìn ra. Người ta vì cái pháp thế gian, vì cái tục đế, người ta cứ cố gắng bám mãi và duy trì mãi. Bởi vì người ta không có biết phải xử lý ra sao. Và ta cứ nghĩ rằng mình cứ tốt đi, rồi ta sẽ tử tế với mình. Chuyện này đúng được phân nửa, đúng được phân nửa chỗ nào. Hãy cứ tốt đi, nhưng đừng bao giờ nói rằng tôi tốt như thế này để cảm hóa cho người đó. Cái câu thứ hai, cái vế thứ hai không có. Vế thứ nhất được. Cái gì làm tốt được thì làm đi, để cứu chính mình. Còn khi nào chúng ta nói mình tốt như vậy thì đến một ngày nào đó người ta cũng cảm động, người ta hiểu được, thì đó là cái lòng tốt nằm trong tâm thân.
Khi người ta muốn được một cái gì đó thì người ta rất tốt với tất cả. Ta có thể xả thân, nó làm tất cả mọi thứ, nhưng nó vẫn quế nhiễm ở cái chỗ là người ta mong muốn có một cái sự đền đáp trở lại. Cho nên khi mà chúng ta lỡ gắn trong cái oan trái này rồi đó, nguyện mình làm điều tốt đúng, nhưng không bao giờ mong mỏi rằng người ta sẽ tốt với mình. Chuyện đó hiếm xảy ra lắm, bởi vì nó đi bằng cái con đường nhân quả, nó một cái lực hút trong cái cảm thọ. Và rồi sư cô phải lặp lại một cái chuyện mà đã giảng rồi đó. Thì sư cô nói có những người ta sống chung người ta rất là đau khổ, nhưng mà rồi hãy buông ra thì người ta không chịu đựng được, tại vì nó có một cái sự thiếu thốn. Và những kẻ mà phải sống như thế là những người hưởng thú đau thương. Và hưởng thú đau thương này, cái con đường người ta rơi xuống khi thân ngoại mạng chung là con đường của ma vương. Vì đặc điểm của ma vương là bao giờ cũng lấy sự đau khổ làm cái thức ăn cho cái tâm linh của mình. Hãy coi chừng cái điều đó, nó cực kỳ sâu xa. Nhưng mà tất cả nếu mà không hiểu giáo pháp mà không có hành trì đó thì không có ai ra khỏi được. Vì con người ta đó vốn thấy cô đơn. Trong cái bụng mẹ chúng ta cũng là nằm co rút như thế này, co cả chân, co cả gối, gầm cái đầu xuống như thế này, nhưng vẫn được bảo bọc. Khi cái đứa trẻ này gọi là sổ lòng hay là lọt lòng ra khỏi bụng mẹ, một cái khoảng trời đất bao la như thế này, đầy ánh sáng, chơ chỏng không có ai, phát lên nó khóc. Khóc là một hiện tượng sinh lý và đồng thời có một cái hiện tượng tâm linh. Khóc như thế buồn phổi nó mới hoạt động, nó mới tiếp xúc được khí trời, nó tạo nên sự sống. Nhưng mà về tâm linh là nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, và cùng với đó là cái nỗi cô đơn. Cho nên về mặt thể chất sinh lý, cái người mà y tá hay bác sĩ cho nó ra đời rồi đó là tắm rửa nó sạch sẽ xong là phải quấn ủ ấm cho cái đứa này, quấn hết ủ ấm để nó cảm thấy rằng nó được bảo bọc, nó được chở chở. Và khi chúng ta sống với cha với mẹ với gia đình chúng ta, hễ một cái gia đình mà nó ấm áp, nó chở che được đó, thì cái người ở trong cái nhà đó ít có khi muốn lập gia đình sớm. Nhưng nếu một cái gia đình đó mà nó không có sự bảo bọc chở che, nó là những cái khủng hoảng đó, thì ta muốn đi tìm một cái sự bảo bọc chở che khác. Và cái người con gái đó chỉ có con đường duy nhất là lập gia đình sớm. Người con trai thì đi có thể đi ra khỏi nhà sớm. Và để cuối cùng ta đi tìm cái gì? Ta đi tìm một cái sự nối kết khác để ấm áp trong cuộc đời. Và cái đau khổ của người ta đó là người ta ngỡ rằng cái sự nối kết này đó là nó sẽ vĩnh cửu. Và nó có thể ôm ấp mình suốt cái cuộc đời để không phải bơ vơ, không phải cô đơn. Để mà trước nắng gió, những giông bão của cái đời sống do quả nghiệp nó trổ ra, chúng ta đây có một cái người để mà chia sẻ, để mà nâng đỡ, để cùng nhau đó, một người ở đầu, một người ở cuối đó, cùng chèo, cùng chống mà vượt qua khó khăn. Đó là giấc mơ. Giấc mơ của một cái đời sống nội tâm yếu đuối, sự yếu đuối trong cái đời sống nội tâm. Còn một người phong phú trong cái đời sống nội tâm của mình, vững chãi trong cái đời sống nội tâm của mình, thì người đó biết rằng chúng ta có một người bạn đi bên cạnh của chúng ta, đi bên cạnh mà thôi. Cái đường dài này là người ta suy sụp lúc nào không biết, người ta rẽ lối lúc nào không biết, người ta quay ngược là lúc nào không biết. Cho nên là chúng ta bao giờ cũng phải đi một mình mà thôi. Vì chúng ta sinh ra có một mình và chúng ta kết thúc cuộc đời của chúng ta chỉ có một mình. Và cái đường hành trình đi về tâm linh của chúng ta chỉ có một mình. Và sư cô vẫn luôn luôn dùng một cái thí dụ mà quý vị càng suy nghĩ quý vị sẽ càng thấy đó, nó rất là rõ nét. Ở cái chỗ là chúng ta là một vai diễn trong một cái vở kịch đời, thì chúng ta cần có những cái vai diễn khác.
vai diễn đó là cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, là chồng vợ, là con cái. Và cái lời thoại như cái kịch bản đó, chính chúng ta đây á, bản thân cá nhân mình á, mình vừa là diễn viên, mình vừa là đạo diễn, mình đồng thời cũng là biên kịch của cái tác phẩm đó. Thì như vậy đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những thứ này. Và cái người biên kịch này có thể biên kịch cho mình một cái vai diễn tốt, cái người này có thể tạo ra cái lời thoại tốt, người này có thể diễn một vở diễn tốt. Cái vở diễn đó trong suốt một cái kiếp của chúng ta, đối với cha mẹ, đối với chồng vợ, đối với anh em, đối với bạn bè, đối với công ăn việc làm, đối với tất cả những ứng xử khác trên thế gian này, cái vai diễn đó chỉ có thành tựu khi nào cái vai diễn đó nó làm cho tất cả những cái phần thiện và thiện trí nơi người này có điều kiện phát sinh lên. Cái vai diễn này nó cũng có thể là khi chúng ta là cái nhân vật chính diện, có khi nhân vật phản diện đang xen nhau. Cái vở diễn này nó hai mặt rồi đó. Và nó muôn mặt trong cái sự đau khổ ở chỗ là cái vai diễn chúng ta đóng cái vai phản diện này đây trong suốt cuộc đời của mình. Và con đường đó nó sẽ trôi lăn trong luân hồi mà chúng ta không hề ý thức ra rằng chúng ta sẽ biên kịch một cái vở kịch mới. Không phải đợi chết rồi xóa sổ mới có thể làm được. Chuyện đó cực kỳ mơ hồ. Mà ngay từ bây giờ khi chúng ta nhận ra, chúng ta hãy biên lại một vở kịch mới. Chúng ta sẽ đóng một cái vai mới, chúng ta có cái lời thoại mới. Làm thế nào để nó hiển lộ cái phần thiện và thiện trí chúng ta? Cho nên người ta chết dí ở chỗ đó. Người ta ngủ truyền miên, không có mở con mắt ra được. Bởi vì người ta nghĩ rằng cha mẹ mình, anh em mình, chồng vợ mình, con cái mình, tài sản mình, xã hội mình, nó mãi mãi là một cái chăn êm đệm ấm cho chúng ta. Không có đúng đâu. Tất cả đều thay đổi hết. Bản thân chúng ta đây cũng thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi chúng ta có thể chủ động được. Là những cái gì mà mình sai trái, mình sẽ nguyện bỏ hết, mình đi con đường thiện được. Nhưng yêu cầu người khác đối xử với mình càng ngày càng tốt hơn không được. Không thể được. Người ta có với mình được chút nào mừng chút đó, được ngày nào mừng ngày đó, được tháng nào mừng tháng đó. Bây giờ tùy phước của mình mà mình hưởng được bao lâu. Phước hết rồi thôi, không có níu kéo được. Chỉ có những người điên rồ mới níu kéo. Chỉ có khi cái tâm thần chúng ta bấn loạn rồi, chúng ta dại dột rồi, chúng ta cuồng si rồi, chúng ta mới nói đến cái chuyện đó là thay đổi người khác. Mà cái thay đổi của người khác phải đúng trong cái suy nghĩ của mình. Đó là sự rồ dại nhất trong cuộc đời của mình. Hãy kiểm điểm lại. Để đừng hãy nói với mình đừng rồ dại nữa. Tất cả mình chỉ có thay đổi thôi. Mình không có thể biên kịch cho ai hết. Mình cũng không có thể nào viết cái lời thoại cho ai cả. Và mình cũng không bao giờ đó có thể bắt người ta diễn như là mình đã diễn. Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Chỉ có với chính mình mà mình còn chưa làm được, huống chi với người ta. Chúng ta đã chọn lựa cái nghề nghiệp này, chúng ta đã chọn lựa cái người hôn phối này, chúng ta đã tạo dựng một cái đời sống cho riêng chúng ta theo như trong suy nghĩ của mình như thế này. Đó là biên kịch của mình. Biên kịch này có thể biên lại những cái sự ứng xử của chúng ta, từ trong cái đầu của mình cho đến lúc mình nói ra cho mình ứng xử. Đó là cái vai diễn của mình, có thể diễn lại, có thể thay đổi được. Lời thoại mình nói sai rồi, sửa lại được. Tất cả nơi chúng ta đây, chúng ta biết chúng ta có thể sửa đổi được. Nhưng đừng mơ mộng rằng cái sự tốt đẹp của mình sẽ làm cho người ta đó sẽ đối xử tốt với mình.
có thể sự tốt đẹp của mình á làm cho người ta tốt đẹp hơn, nhưng chưa phải là tốt với mình. Người ta có thể tốt hơn và ta tốt với người khác, với việc khác, nhưng với mình là không có chắc đâu. Là vì lý do là sao? Giữa hai người đó là cái thiện duyên nó đến đâu là nó đã hết rồi, thì bây giờ nó không có nói được. Thành ra hai người đều tốt chưa chắc là đã sống tốt với nhau. Có khi hai người nó chả ra làm sao cả, nhưng mà nó lại cái phước duyên với nó xấu với tất cả, nhưng mà nó tốt với nhau thì nó ở được. Đúng không? Bởi vì nó nói bằng cái tử tế, cái đàng hoàng, có tốt đẹp với nhau thì nó sống được. Còn hai này người tốt, nhưng mà cái lần nói bằng oan trái thì đâu có sống nhau được. Nó vi tế lắm. Vì vậy chúng ta thấy rõ ràng là những cái này nó có cái tác động với nhau, gây cái ảnh hưởng với nhau dữ lắm. Và cái ngấu kết này chúng ta sẽ thấy nó đi từ trong cái hộ kiếp của mình. Tức là sao? Là ngay cái cảnh mới bây giờ nè, với cái cảnh lực nó tác động vào đó, thì nó nối lại với quá khứ, nó nói trong cái dòng nghiệp này. Cho nên đâu có gì bỏ qua đâu. Nó chảy xuống trong hiện kiếp này, thì bây giờ cái mới này nó phát sinh đó, thì cái cảnh mới này chính là quả nghiệp mà, nó cũng sẽ nối lại trong cái dòng sống cũ. Và đây là cái chỗ mà cái người biên kịch có thể biên lại vở kịch mới. Đây là cái chỗ mà cái lời thoại có thể đổi mới. Đây là cái chỗ mà vai diễn có thể đổi mới. Chỗ của nó là như vậy đó. Bây giờ hai cái người này, người có chồng người có vợ rồi, đi ra đường thấy cái người này nó hợp nhãn với mình, nói chuyện nghe nó thuận cái lỗ tai của mình, đứng gần nghe nó cũng coi như có một cái không khí dịu mát với mình. So với cái người mà ở nhà mình thì nói nhiều cái chuyện nó lủng khủng quá, nó bị một cái lực hút. Người ta thấy rõ một cái lực hút chứ không phải không thấy. Người ta cũng có cái lý trí để biết rằng mình đã có vợ con rồi, mình đã có chồng con rồi. Người ta cũng thấy rõ một cái hấp lực đó. Và cái chỗ này chính là cái chỗ bắt đầu một cái vai diễn mới, bắt đầu một cái biên kịch mới, bắt đầu một cái lời thoại mới. Cái chỗ này là cái đấu tranh thứ nhất giữa hiện tại và cái dòng nghiệp cũ nó nối kết lại. Và cái này là cái chỗ đấu tranh giữa cái thiện trí này với tất cả những cái ma lực đã đến trong đời của chúng ta. Vững chãi hay không? Làm thành có con người hay không? Hoàn thành được thiên chức làm chồng làm cha, thiên chức làm vợ làm mẹ hay không, nằm ở cái chỗ này. Chứ còn cái dòng trôi chảy của quá khứ cho đến bây giờ thì cái nhân duyên trong nhiều đời nhiều kiếp bây giờ gặp nhau cũng là chuyện thường. Kể cả người đã xuất gia rồi thì người ta vẫn bị cái dòng nghiệp này trong cái hạng xuất gia, tức là tăng và đây, người ta vẫn có thể gặp lại trong cái người cư sĩ nam hoặc người cư sĩ nữ. Nhưng người ta dừng được ở đây hay là người ta lại tụt xuống, là cái chuyện đó là một cái biên kịch mới, một cái vai diễn mới, một cái lời thoại mới. Và chính mình là người tiếp nhận cái quả này phải biên kịch. Cho mình biên như thế nào, đời mình diễn ra như thế đó. Như vậy khi đậy cái nắp hòm đó rồi thì con đường của mình đi về đâu là mình có trách nhiệm. Không có ai trách nhiệm cho mình cả. Chúng ta nói tại cái người này quyến rũ, tại người này nhiều điều kiện, người này là một cái cảnh mới nè, nó tác động vào. Và cái quyền quyết định của chúng ta vẫn nằm ở đây, nằm ở tâm phân đoán đây. Trách nhiệm của con người ở đây, chúng ta tạo tác cái mới đây. Cái mới này nó tăng cái thiện lên hay là nó tăng cái phần bất thiện lên, nằm chỗ này. Cái mới này nó cũng vẫn là để làm giàu thêm cái kho đã sẵn có trong cái dòng nghiệp đang ngày đêm trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta hiểu rõ vậy để chúng ta
cứ nhận định nó ra cho rõ đi. Chúng ta hãy nhìn cái đối tượng đó bằng con mắt của chúng ta, và chúng ta nhìn bằng cả cái huệ nhãn của chúng ta để chúng ta thấy. Và chúng ta cũng nhìn vào trong tâm của mình đây nè, bằng cái huệ nhãn của mình. Tâm chúng ta có khả năng thấy được tâm của mình. Tâm của chúng ta có khả năng đọc được cái tâm của cái người đối diện mình, ít hay nhiều. Và chúng ta đây có một cái quyền quyết định nơi đây, để chúng ta biên kịch lại cuộc đời của mình. Bởi vì đây, động tác này có thể khởi sanh từ trong ý, có thể khởi sanh trong lời nói, có thể khởi sanh trong ứng xử. Lúc nào chúng ta cũng có thể bắt đầu lại đời sống của mình cả. Không bao giờ có sự muộn màng. Chỉ có sự trì trệ là do cái tâm si chúng ta quá nặng thôi. Chỉ có sự chìm đắm là do cái tâm tham hưởng thụ chúng ta quá mạnh mẽ mà thôi. Và hưởng thụ bằng nhiều cách, bằng nhiều cái khác nhau. Có những người đó, họ hưởng thụ tất cả những dục lạc trên thế gian này, và tôi cho rằng thôi. Nhưng có những người hưởng thụ những cảm xúc của mình. Và thế gian này, người ta sống bằng những cảm xúc, gọi là những cái cảm thọ. Người ta bị những cái cảm thọ đó, khi nó xuất hiện thì người ta hưởng thụ đó và người ta đồng hóa nó vào đây. Người ta gọi nó là cái hạnh phúc. Chúng ta thử hỏi nha, cái khi người đầu tiên, người này đầu tiên cầm cái điếu thuốc lên mà hút lần đầu đó, ngoại trừ cái người này đó nhiều đời nhiều kiếp nó đã nghiện rồi thì không nói làm gì, nhưng ai bắt đầu cũng thấy có chút khó khăn. Tại sao có chút khó khăn vậy? Tại vì nơi cái thiện trí của mình đó, nó đã có biết rồi, biết đây là cái điều không tốt rồi. Và cái cơ thể vật lý của mình nó phản ứng lại, đôi khi nó ho, nó sặc chẳng hạn. Nhưng mà khi nó bắt đầu đó, là nó đi tới cái chỗ mà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi nó trở thành nghiện đó, thì quý vị sẽ thấy nó hưởng thụ những cảm xúc đó. Và nó đó say mê những cảm xúc đó, và nó sẽ đắm chìm trong những cảm xúc đó. Và khi nó nằm trong sự đắm chìm rồi, thì những cái mà chúng ta gọi nó là cái điếu thuốc, nó là ly rượu, nó là sắc dục đó, thì nó không còn là một cái đối tượng kích thích nữa. Mà bây giờ đây đó, tất cả những cái căn đây mà nó thuộc về cái cảm xúc trong cái tâm của mình đây đó, nó biến thành nô lệ của tất cả những cảnh này. Cái chúng sinh mà có các căn này nè, bây giờ nó thành nô lệ của các cái thứ mà nó hưởng thụ đây. Cho nên khi nào mà chúng ta có một cái đời sống nội tâm tốt, cái đời sống nội tâm vững chãi, là khi nào chúng ta đây nè, những chúng sinh có các căn này nè, làm chủ được tất cả sự hưởng thụ của mình, làm chủ được tất cả những cái quả của mình khi phát sanh. Quả của mình phát sanh tiếp nhận, tất nhiên chúng ta phải tiếp nhận. Nhưng bây giờ khi phản ứng lại, chúng ta kiểm soát nó được không? Chúng ta thấy rõ được nó hay không? Chúng ta đây đó là coi như làm cho nó gọi là có thể khắc phục nó được hay không? Còn nếu chúng ta không làm được cái chuyện mà nó phải nằm trong cái sự quản lý, cái sự điều khiển của mình, mà mình sẽ trở thành làm cái một cái nô lệ mà trong cái sự điều khiển của nó, là khi đó con đường thoái đọa của chúng ta đã hiện ra rõ nét. Và tất cả nằm trong cảm xúc, không có đi ra khỏi đó đâu. Cho nên là cái điều này khiến cho trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, là Đức Phật có một cái đề mục gọi là đề mục niệm thọ.
để chúng ta học mà biết rằng đó, và thấy rằng đó, khi chúng ta hành thiện chúng ta thấy rằng những cảm thọ rồi sẽ đi qua rất nhanh. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái nó gọi là xúc thọ đây, xúc thọ đây nó nằm trong tâm sở mà, thì những cái cảm thọ này, cảm thọ này, một là nằm trong cái tâm bất thiện, hai là nằm trong tâm thiện. Và cái điều rõ ràng nhất là thế này, khi mà những cái cảm thọ chúng ta nằm trong cái tâm thiện đó thì bao giờ nó cũng đưa đến sự nhẹ nhàng an vui. Còn tất cả những cảm thọ nằm trong bất thiện đó, nó đều làm cho người ta như một cái kẻ mà được nhấp một chút cái men nồng để nó kích thích cái đời sống người ta lên, để làm cho phấn chấn cái đời sống người ta lên. Và người ta đây đó không còn có kiểm soát được những cái cảm xúc này, và người ta liền tất cả những cái tâm mà gọi là tâm tham để mà thọ hưởng, tâm tham để liếng ái, nó sẽ chứa cái cảm xúc này và người ta làm bùng nó lên nơi đây, để tạo nên một cái dòng cảm xúc mới, và cũng để tạo nên cái dòng nghiệp mới mà nó sẽ bồi, tài bồi cho cái dòng trắng hay dòng đen này. Cho nên cái pháp niệm thọ nó làm cho mình thấy những cái cảm thọ nó khởi sanh lên và nó hiện rõ ra dưới cái hình thức là những cái cảm xúc nó chạy từ đầu tới chân, từ chân đến đầu đó, là nó hiển lộ ra trong từng cái tế bào. Bởi vì nó kích thích cho cái hệ thần kinh hoạt động thì tất cả những cái thứ này nó phải hiển lộ ra. Đây là cái vỏ của nó mà, nó phải hiển lộ ra. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta sẽ quan sát như vậy, và chúng ta sẽ lần lần chúng ta sẽ đọc ra tất cả những cái cảm thọ này thuộc về tâm. Và cái tâm thì cái luật của nó đi, chúng ta thấy nó sẽ sinh diệt thôi. Còn mình, cái tham luyến của mình, cái tham ái của mình, cái tham dục của mình, nó sẽ yêu cầu mình lưu giữ những cảm xúc. Và chúng ta cứ muốn là những cái cảm xúc mà chúng ta thọ hưởng tuyệt vời đây, nó sẽ lặp lại. Và nó điên rồ hơn nữa đó, là nó nói hãy lặp lại lũy tiến, hãy lặp lại và đưa lên một cái đỉnh nữa, một cái đỉnh cao nữa, một cái đỉnh cao nữa, một cái đỉnh cao nữa, để cuối cùng khi thân hoại mạng chung, nó sẽ tái sanh làm quỷ đói. Bởi vì đó là cái niềm khao khát thọ hưởng cái dục lạc khôn cùng, và nó cháy bỏng ở trong tâm, cho nên nó phải trở thành quỷ đói. Đó là cái nhân hết sức là rõ ràng, để có những chúng sinh mà thân hoại mạng chung rồi phải sanh ra làm quỷ đó. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những cái nơi nào mà những cái chúng sinh đó cúi xuống cái máng dục lạc của mình, thì nơi đó có những quỷ đói ở kế bên đó. Và khi cái người này đó cúi xuống mà để thọ hưởng một á, thì nó sẽ nương vào để nó thọ hưởng, cho nên nó chìm xuống. Và nơi đây nè, nơi cái chỗ nó cúi xuống đây nè, nó chìm xuống trong cái máng dục lạc đây nè, nơi đây ác nghiệp gì cũng có thể xảy ra cả. Bởi vì quỷ đói nó bao vây. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cái mặt đất này cho một mình cái con người này thôi. Không phải, 11 cõi dục có mặt. Một cõi mà chúng ta thấy nhiều đó, mà chúng ta hay gây hấn người ta nhiều nhất, mà tạo ác nghiệp người ta nhiều nhất, đó là súc sanh. Súc sanh các loại, chúng ta gây hấn nhiều nhất, ác nghiệp với cái chúng sanh nó nhiều nhất. Và khi nào chúng ta thấy chữ nhiều nhất trong đời của chúng ta đối với một cái cõi sống này, thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự nối kết của chúng ta. Vì chúng ta đụng chạm tới những người đó, ăn thịt người ta mà, giết người ta mà, đuổi người ta đi mà, tập đủ có mọi thứ, thì chúng ta đây đã dính rồi. 11 cõi. Có những người đó, khi bình thường ta rất là giỏi, mà khi đụng cái chuyện rồi nó cái gì đó, nó làm cho mình thấy không có rõ, nói bậy nói bạ, làm bậy làm bạ. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là
do chúng ta gieo trồng cho nên bây giờ đó là những cái chúng sinh ở cõi ma đó nó đến nó ám không. Vì nhớ trong lớp này sư cô có kể cái chuyện về cái bài kinh mà một cái vị tỳ kheo đó, nói vị đó là bước chân đi đâu đó thì có một người nữ đi theo sau, mà thật sự đâu có cái người nữ nào, đó chính là ma nữ, nó cứ đi theo. Ở ngoài ta nhìn vô thấy vị tăng đang ngồi nhưng mà đứng sau có nó, là muốn có mặt, muốn có mặt, không có muốn mặt. Gieo biết bao nhiêu là cái tai họa cho mình, vì tiền kiếp có gieo nên bây giờ có gặp. Cho nên sư cô đã giảng nhiều rồi, sư cô nói là đây là thế giới loài người, đây là bốn cái cõi khổ trừ địa ngục ra, đây là sáu cõi trời, thì cái nhân quả không phải diễn ra giữa người với người mà thôi. Chúng ta cứ tưởng nhân quả diễn ra với người và người, không phải nhân quả diễn ra với người và người. Nhân quả diễn ra với sáu cõi chư thiên, nhân quả diễn ra với súc sanh, quỷ khổ, Atula. Nó hoạt động ngày đêm. Vì luân hồi mà. Có khi cái người thân chúng ta, có khi cái người ân của chúng ta tái sanh cõi trời. Thì cái duyên phước với nhau vẫn là trợ duyên cho nhau. Chúng ta gieo đau khổ như người khác, giờ đây người ta đã ở xuống những cái cảnh thấp xấu, người ta vẫn bám lại. Mặc dù người ta làm như thế, đứng về cái luật nhân quả đó, người ta sẽ làm cho người ta thoái đọa nhiều hơn. Nhưng người ta chịu đựng không được cho người ta phải bám. Không làm sao được. Mà nó bám vào nhiều nhất ở chỗ nào? Ở chỗ khi mà những cái pháp bất thiện chúng ta khởi lên. Khi nào những cái si trong tâm chúng ta khởi lên. Ví dụ như mình ăn, mình uống, mình làm cái gì mà nó làm cho cái người mình nó không có tỉnh táo nữa, thì đây là lúc kết hợp. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm. Khi nào chúng ta chánh niệm thì thiện trí phát sanh, thì chúng ta được bảo toàn thân tâm. Khi nào chúng ta không chánh niệm thì cái thất niệm này nó có thể rơi vào trong cái chỗ phóng dật, thì nó nằm trong những cái pháp bất thiện đây, nó sẽ cầu thông. Cho nên tâm chúng ta an trú trong đề mục. Sư cô nói rằng cái pháp môn niệm Phật rất tốt cho chúng ta. Chỉ có cái người ta dùng cái pháp phương tiện, người ta làm cho nó mất đi cái hay của nó thôi. Thật sự là chúng ta nghĩ mình đã đi theo Tam Bảo rồi, thì cái chuyện mà mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái chuyện đương nhiên. Còn tên hồng danh của những vị khác, chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện là chúng ta đã an trú vào trong một cái đề mục mà thôi. Và cái bước thứ hai trong đó, làm thế nào để chúng ta nhớ đến một cái minh hạnh của cái vị này mà mình nguyện đi trong cái minh hạnh đó. Thì cái đó là chúng ta an trú đúng đắn trong cái đề mục đó. Cho nên có những người ta mai y, có những cô tu nữ của mai y. Khi cô mai y thì cô chỉ niệm A-ra-hàng, 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 người ta đưa cái mũi kim. Nhà ta biết A-ra-hàng là gì? Là cái người thấu rõ thứ đấy. Là cái người mà đã đoạn lìa tất cả những cái pháp tham sân si. Người ta nguyện cũng vậy. Cho nên khi ta mai y, ta làm. Bất cứ cái đề mục nào mà mình đã từng tu tập hay mình trì một cái bài kinh nào đó, thì mình cứ an trú vào trong đó, thì cái tâm của mình nó được cái pháp thiện hoặc là pháp thiện trí, hai cái đó. Còn nếu không thì cái gì cũng có thể xảy ra. Những cái hoạt động nó như thế. Bởi vì nội tâm lúc ta của chúng ta lúc nào cũng có hộ kiếp trôi chảy. Và bất cứ lúc nào thì cái năm cái cảnh này cũng có thể hiện ra. Mà năm cảnh này không hiện ra, nhắm con mắt lại thì cảnh của tâm vẫn hiện ra. Thấy rõ chứ, quý vị thấy rõ này chứ. Thành ra chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta càng ngày chúng ta cứ cố gắng, cái gì mà chúng ta biết là thiện thì chúng ta cứ bám vào đó. Thiện chúng ta bám vào đó. Cho nên ví dụ một bài kinh pháp cú mà mình thấy rằng nó có lợi cho mình thì mình cứ trì một bài kinh như vậy. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình.
hạn vậy, tôi trì ở đó. Rồi trì luôn cái bài thứ hai nó cũng y vậy thôi. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Chúng ta trì vậy thôi, nuôi dưỡng cái nội tâm của mình. Chứ bây giờ mỗi một ngày trong cái thân mình đây nè, mình cần phải ăn, cần phải uống, mình mới duy trì được sự sống của nó. Mà mình muốn uống cái thức nước uống sạch, mình muốn ăn cái thức ăn tốt, thì bây giờ tâm chúng ta cũng phải nuôi dưỡng như vậy. Chứ bây giờ mình muốn uống mà lấy cái nước dơ uống là biết chắc là bệnh rồi, ăn cái thức ăn nó không có tốt biết rằng bệnh rồi. Thì tại sao ở đây mình không biết cái điều này? Biết cái điều này nó hay hơn nữa, nó tuyệt vời hơn nữa, là bởi vì khi mình chết đó, thì cái thân này không có sử dụng được nữa, thân này không tái sanh được nữa, mà nó sẽ trở về với tứ đại. Đất nước gió lửa nó chia ra các cái phần, nó đi về với lại những cái yếu tố của nó. Nhưng mà cái dòng tâm thức này nè, nó vẫn tiếp tục trôi chảy. Vẫn tiếp tục trôi chảy. Vậy tại sao chúng ta không làm cho cái dòng sống trong cái nội tâm của chúng ta đó càng ngày nó càng trong sạch, càng ngày càng linh hoạt. Và trong tất cả những cái này, Pháp Phật đã chỉ chúng ta đầy đủ. Pháp Phật không phải là tôn giáo. Pháp Phật đây là Pháp của tuệ giác. Mà Pháp của tuệ giác này chúng ta sinh ra trong làm người đó. Sinh ra chúng ta làm người, có cái thân người này chúng ta có đầy đủ rồi. Đây là sở hữu trí tuệ đây. Đây là Pháp của tuệ giác đây. Đây nó nằm trong thiện trí đây. Thiện trí này phát sinh khi có chánh niệm. Thiện trí này sẽ phát sinh khi chúng ta biết chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang nói gì, chúng ta đang làm gì. Chỉ có như thế mà thôi. Bây giờ đây chúng ta sẽ qua tới cái phần số 4 này. Nó gọi là cái phần mà động lực trong cái lộ ngũ. Thì như cái lần trước á, là sư cô có nói là tất cả những cái cảnh mà trong cái lộ ngũ đó, tức là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì nó là cái cảnh mà nó trải ra trên cái bề rộng. Còn cảnh của lỗ ý này là cảnh trải ra trong cái bề sâu. Thì trong chú giải có nói thế này, cũng như một người mà quan sát cái tấm vải ấy, thì có người quan sát cái kích thước, cái sắc màu của cái tấm vải, thì nó thuộc vào cái công việc của lộ ngũ. Còn cái công việc của lộ ý á, là nó nói đến cái chất lượng, cái phẩm chất của cái tấm vải đó là nó ra sao, nó tốt hay nó xấu, nó dùng được lâu hay không lâu, nó sẽ có cái gì xảy ra chẳng hạn, thì cái đó nó thuộc về cái lộ ý. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần động lực, tức là cái phần của này. Thì chúng ta sẽ coi cái động lực này đó, thì khi mà nó khởi sanh lên như vậy, khởi sanh như vậy, thì cái công việc của nó vừa khởi sanh nó trổ quả, vừa khởi sanh nó trổ quả. Như chúng ta biết là một cái động lực bất thiện khi nó khởi sanh đây thì cái quả nó trổ sanh liền. Một cái động lực thiện nó phát sanh đây thì cái quả thiện trổ sanh liền, quả thiện trổ sanh liền. Cái công việc của nó làm là như vậy. Thì chúng ta sẽ xem coi đó, nói một cách chung, một cách tổng quát như thế, thì cái lộ ngũ á, nó sẽ trổ sanh ra sao, và cái lộ ý trổ sanh ra sao. Thì khi mà bất cứ một cái cảnh gì mà cái lộ ngũ nó thuộc về mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân đụng chạm chẳng hạn, thì cái cảnh này đó khi mà nó xảy ra thì thường, thông thường á, là nó có quả trong hiện kiếp. Như vậy có nghĩa là cái phần này nó mạnh, cái quả nó trổ ra trong hiện kiếp. Hiện kiếp nó sẽ dùng trong hết cái kiếp này. Hoặc là cái hiện kiếp có nghĩa là vừa xong nó trổ liền. Còn cái lộ mà thuộc về lộ ý này, lộ ý, thì cái lộ ý này đó là nó không có trổ liền, nó không có trổ rộng ra, nhưng mà nó dai dẳng, nó kéo dài, nó dai dẳng. Thì đó là cái đặc điểm của cái động tốc trong lộ ý. Khi nó trổ xanh thì nó trổ xanh dai dẳng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, vì sao nó trổ xanh theo bề rộng và nó trổ xanh theo dai dẳng. Thí dụ như mình nói này, cái khi mà cái miệng mình ăn cái thức ăn vô,
Thì khi mình ăn cái thức ăn vô như vậy đó thì nó ngon hay nó dở, nó vừa miệng hay không vừa miệng là mình biết liền, đúng vậy không? Và cái khẩu mình nói ra thì người ta nghe, người ta cũng biết liền, đúng không? Thì sư cô mới kể cái chuyện này. Hai cái gia đình đó, hai vợ chồng chung sống với nhau. Cái ông này đó thì nhiều lần cũng đã có lỗi với là cái người vợ của mình rồi, tức là tùm lum tá la rồi, và bà cũng đã bắt được nhiều lần rồi. Thành ra giữa hai bên nó không có mấy êm ấm nữa. Thì có hôm đó ông đi làm về mệt, thì bà nấu cơm đem lên. Thì ông ngồi mới nói nè, trời sao món nào nó cũng nuốt hổn vô hết. Ông nói vậy, ông chống cái đũa lên, ông thở dài. Thì bà ở dưới bếp bưng đồ ăn lên, bà hỏi cái gì vậy? Ông mới nói, thì cái gì nữa, nấu về sao ăn được? Ông mới nói vậy, bà nói vậy hả, nấu cái này ăn không được phải không? Để quen món ngon vật lạ được, cái này ăn không được phải không? Bà nắm cái mâm mà bà hất lên cái là đổ hết, không còn cái gì hết. Thì quý vị thấy đó, đầu tiên là cái ông này đó là ăn cái thức ăn trong miệng, không có vừa ý cái thức ăn đó thì nói ra. Thì bà này nói ra thì bà này hỏi, ông nói trở lại thì bà nghe. Bà nghe xong là quý vị thấy là thân hành động liền. Lưỡi mình nếm nè, thì cái khẩu mình phát sanh ra. Rồi thân hành động liền, tai bà nghe. Người này nói qua, người kia nghe lại là hất liền cái mông cơm. Chúng ta thấy là cái cảnh nó diễn ra rất là nhanh. Tức là cái nhân quả nó diễn ra rất là nhanh. Nó rõ ràng rồi. Bởi vì giữa hai bên từ lâu nó cũng đã có cái chuyện cơm không lạnh, canh không ngọt. Thành ra ông mới chê đứng chê ngồi. Chứ còn nếu như mà vợ chồng mới cưới mà thương nhau đó, mình ăn thấy vợ mình nấu dở quá so với má mình nấu chẳng ra gì, thì vợ có hỏi ăn được không? Nói được chứ sao không được. Được, nấu gì ăn được. Để bữa nào anh biểu diễn cho em coi. Là ý mình cũng không vừa, nhưng mà mình nghĩ rằng để mình nấu mình sẵn, coi như hai đứa chỉ bảo với nhau thì vậy gia đình nó vui hơn. Chứ nó không có cái chuyện đó. Vì thấy rõ chưa? Từ trong cái tâm ý nó có một cái sự xung đột như vậy, thì khi mà cái ngũ căn hoạt động nó sẽ mạnh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái lỗi ý, cái đó rồi sẽ tiếp diễn bằng lỗi ý, nói cái chuyện sau này để cho nó rõ cái lỗi ý nó dai dẳng hơn. Cái chuyện xảy ra thế này là cái nhà kế bên đó là nó hát karaoke quá lớn, thì cái gia đình bên này là chịu đựng không nổi. Thì ngày nào cũng tới cái giờ đó là nó bắt đầu nó hát karaoke. Thì chắc là sư cô nghĩ là ai mà có phước ở cái xóm sang trọng thì không nói làm gì, chứ còn cái xóm mà bình đó, thì cái tai nạn karaoke này nó xảy ra thường xuyên. Không biết tại sao mà người ta thích cho đến độ đó là phải khoe cái giọng hát của mình đi cả xóm vậy. Thì cái gia đình bên đây nó chịu không nổi, nó qua nó yêu cầu là nhỏ lại. Thì nó dặn nhỏ lại, xong rồi một chút xíu nó lại dặn lớn lên. Rồi cứ qua nói, rồi cái nhỏ lại, rồi lớn lên. Rồi cuối cùng thì bên đây mới nổi nóng lên. Mới nói là ta vui ta hát một chút cũng không được. Thì bên đây mới nói là vui hát thì hát nghe mình đi, chứ đừng có bắt cho người ta nghe hát dở ẹt bắt người ta nghe. Vậy thấy không? Nói qua nói lại. Thì cuối cùng đó là hai bên mới sừng còn nhau, rồi mới đánh nhau. Mà trong khi mà đánh nhau thì hai cái gia đình đó nó kéo ra hết. Thì cuối cùng trong số đó có một người chết. Thì với câu chuyện nó sẽ không bao giờ nó dừng ở lại đó hết, là bởi vì nó còn ra tòa, bởi vì nó còn có một cái đám tang. Và sau đó thì nó dai dẳng trong cái sự thù hận lẫn nhau. Vì thấy cái lỗi ý nó đi chưa? Vì vậy tất cả những gì ta nói, tất cả những gì ta làm đều trong cái lỗ ngủ đó là người ta đã hành sự xong rồi. Nhưng trong tâm dai dẳng đây là cái thù hận. Và nó sẽ đi trong nhiều kiếp, nó không đi trong một kiếp. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái quả trong cái lỗi ý đó, nó sẽ dai dẳng. Cũng như hai vợ chồng đó, nó sẽ dai dẳng. Cái mâm cơm nó hất đi, mắt ai cũng đều thấy hết, nói với nhau là đã nghe đầy đủ rồi, nhưng mà cái hành động đó là cái hành động đập vỡ cuộc sống hôn nhân. Nó sẽ dè dặn, nó sẽ kéo dài. Và những cái ngày tháng người ta tiếp tục sống chung với nhau á, là để làm thương tổn lẫn nhau mà thôi, rất là khó hàn gắn.
nó cứ âm ỉ vậy là người ta không nói ra nữa, người ta không gây lộn nữa. Thì cái người chồng về thì phải ráng mà nuốt, còn không thì ăn một miếng rồi đứng dậy đi. Nhưng bây giờ ăn một miếng đứng dậy đi không làm thành một cái sự xúc động nơi cái người vợ, là bởi vì khi mà trong lòng có thương yêu á, thì người ta không biết là chồng mình ngày hôm nay về sức khỏe có tốt không, hay là có cái chuyện gì lo lắng không mà ăn không được, thì cái người vợ sẽ ân cần. Nhưng mà bây giờ cái người này ăn không được mà đứng dậy đó, thì người này sẽ suy nghĩ này, quen đi ăn tiệm, ăn nhà hàng với con đó rồi, cao lương mỹ vị rồi, nồng ấm rồi, cho nên bây giờ đâu có coi cái công sức của mình ra gì. Vì thấy nó dai dẳng không? Nó dai dẳng trong tâm, nó kéo dài những cái đó, cho nên cái lộ ý nó càng đi vào trong, nó càng đi sâu vào bên trong chừng nào đó thì nó khó mà phôi phai chừng đó. Cho nên nhiều người nói vậy, chết rồi chắc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa hết. Thưa quý vị, không, không có chuyện đó. Sẽ gặp lại nhau đấy, yêu thương cũng gặp lại nhau mà thù hận cũng gặp lại nhau đó. Nó chỉ khác cái hình hài thôi. Cho nên mình tập nhìn cái tâm, nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm của người ta, rồi sẽ gặp lại nhau chắc chắn, không có sai gì. Quý vị coi trong tất cả những cái chuyện về luân hồi, và đặc biệt trong cái kinh Phật đó, là cái kinh mà bổn sanh bổn sự, thì quý vị thấy là nó cứ đi với nhau, còn luân hồi nó còn đi với nhau. Chứ đừng có nghĩ rằng chết rồi là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, vĩnh viễn không còn thấy cái hình thể đó nữa, cái sắc thân nó nữa, nhưng nó ở trong cái sắc thân khác mà cái tâm vẫn thế. Thiện thì nó kết cái duyên lành với nhau, không thiện thì nó sẽ kết nhau với những cái đau khổ và quan trái của nó, nó vẫn tiếp tục, nó không có. Cho nên cái thời này là hiện tại này chúng ta nên hóa giải trong tâm của mình. Khi hóa giải được trong tâm của mình đó, thì chúng ta mới hòa giải được cái lòng mình. Và như vậy hòa giải được là pháp thiện, hóa giải bằng thiện trí, soi rõ trong tâm của mình để hiểu rằng tất cả những cái bất an trong tâm của mình á, chính là mình gieo đau khổ cho mình. Mình có thương mình không? Mình có muốn mình phơi phới đi lên không? Thì hãy qua vậy, phải phân tích nó ra, phải tìm hiểu, và phải hiểu mình muốn gì trong cuộc đời này. Cái gì mình không có được, cái gì mình mất mát đi, mình đau khổ, rồi phải nhìn rõ mình muốn cái gì, và cái ước muốn này sẽ đưa mình về đâu. Mình phải nói chuyện với chính mình, mình phải có đối thoại với chính mình để mình hóa giải cái ước muốn này. Thì trong tâm mình nó sẽ được hòa giải, và như vậy nó yên ổn, thì chúng ta mới kết thúc được tất cả những cái mối dây quan hệ mà chúng ta đây nhiều đời nhiều kiếp cố tình và mong muốn tạo dựng lại. Nhiều lần sư cô cũng vẽ cho quý vị thấy là chúng ta đây là một cái con nhện. Chúng ta kết, đây là cha mẹ chúng ta đầu tiên nhất, bạn nhện đầu tiên, anh em chúng ta, bạn bè chúng ta, chồng vợ, con cái, xã hội, dân tộc, đất nước, lý tưởng, thế giới, vân vân, tất cả chúng ta. Nó hình thành nên một cái mạng mạch của cái đời sống của chúng ta. Trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải một kiếp, chúng ta sống nhờ cái mạng mạch này đấy. Cũng như cái con nhện nhện này, nó làm thành những cái tao nhện để mà nó giăng lưới, nó bắt mồi để nuôi sự sống cho nó. Và chúng ta cũng nuôi sự sống bằng những mối quan hệ này. Những cái đau khổ chúng ta đó là chúng ta truyền cái máu của chính mình đó vào trong những cái mạng mạch này. Ta truyền máu đi, nói đó đi, nói đó nè. Cho nên đứt một cái tao nào á, thì nó chảy máu rồi đó.
đức cái công danh sự nghiệp nó cũng chảy máu chỗ đó, và nó con nhện này nó có thể chết gì cái chỗ đó. Bị người ta phản bội mình, nó vẫn có thể đứt cái mạng mạch, nó chết từ cái chỗ đó. Cái nào cũng đưa tới cái chết của nó. Trong khi một con nhện đích thực đó, thì cái tao nhện nào đứt thì nó sẽ nối cái tao nhện nó trở lại, nó không có ảnh hưởng gì tới con nhện này hết. Nhưng mà cái con nhện là cái ngã của mình đây đó, khi mình nối kết như thế đó thì mình chết vì những cái mạng nhện. Có những người cái gì có lý tưởng quốc gia xã hội vân vân, mà khi những cái đó sụp đổ rồi đó thì người ta cùng mòn, người ta tuyệt vọng, có khi người ta thất chí suốt cả một cái cuộc đời, và người ta ôm cái thất chí này đi không biết bao nhiêu kiếp, người ta làm cho tâm tối cuộc đời của người ta không phải một kiếp. Vì thấy con nhện này nó dại dột chưa, người ta sụp đổ một cái gì đó thì đều làm tâm tối cả, nó che khuất hết, che khuất hết, không phải một kiếp mà trong nhiều kiếp đau khổ như thế. Cho nên chúng ta đây là một con nhện, hãy nói với mình tất cả những tao nhện này mình dẹp ra để cho đời sống mình bớt cô đơn, tất cả những tao nhện này mình dẹp ra để cho mình có thêm một sức mạnh, và tất cả những cái tao nhện này chính mình dẹp ra được thì chính mình cắt tao nhện nào cũng được. Chính mình dẹp ra được thì nó đứt rồi, mình có quyền bỏ và có quyền nối kết, tùy mình. Mình có cái sức mạnh đó. Nhưng không, con nhện này nó dẹp ra những cái tao nhện rồi, nó ngủ quên trên những cái tao nhện đó, cho nên tao nhện nào mà đứt thì nó đều té xuống và nó chết. Cái đó là những cái mà nó dai dẫn trong đầu chúng ta, cái lỗ ý chúng ta nó hoạt động đó, mà chúng ta không có nhận ra nó, chúng ta không có kiểm soát nó, chúng ta không có định hướng nó được, và chúng ta không có thay đổi nó được. Mà chúng ta cứ bị những cái đó nó quanh quẩn trong đầu, những cái đối tượng mà nó làm chúng ta không bình an đó, nó cứ chập chờn, rồi nó hiện rõ, nó chập chờn, nó hiện rõ, nó có mặt, nó thu hút, và nó làm chúng ta bị chôn vùi trong cái nỗi đau khổ của mình mà mình không có ra được. Chính là mình mắc vào một cái tao nhện mà chính mình đã tạo ra, mình không lường được. Có những người đó, người ta dính mắc vào con cái, người ta có cảm tưởng rằng tất cả cái đời sống của đứa con này đó, nó chính là cái đời sống của mình. Nhất cử nhất động của nó đều làm rung động cái trái tim của mình hết. Nó vui mình cảm thấy vui, mà nó thất bại mình cảm thấy đau khổ. Nó làm bất cứ một cái gì nó đều rung động mình hết. Thì cái con nhện này nè, nó đem một cái tao nhện của nó đây, một cái tao nhện đây, mà nó gắn hết cái cuộc đời nó vào trong đó. Mình có thấy sai không? Và mình có thấy như thế này, mình có lạm dụng cái tình cảm này không? Khi mình đem cái đứa con này mình sáp nhập trong cái cuộc đời của mình, và mình sẵn sàng đưa cái cuộc đời của mình san sẻ cho nó, nhưng đó không phải là hạnh phúc của đứa nhỏ. Khi nó lớn lên, nó cũng có một cái tao nhện của nó. Mình chỉ là một trong những cái tao nhện của cuộc đời nó mà thôi. Mình không thể chiếm hữu được, mình không thể đồng hóa được. Mình sai từ cái căn bản đó, mình phải trả một cái giá cực kỳ đó. Đau khổ hoài không giải quyết được, không hiểu được, không thể hóa giải được. Và những cái đau khổ này nó triền miên dai dẫn hết cái cuộc đời của mình, và đi trong nhiều kiếp mình vẫn tìm tới để bám vào, vẫn tìm tới để bám vào, khôn nguôi không mở ra được cái gì là cái cuộc đời của mình phải vươn lên trong pháp hiện giờ, hiện trí. Cho nên là khi mà chúng ta nối kết những cái mạng nhện này để làm thành một cái sự sống của chúng ta đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống. Mỗi lần chúng ta nối kết đây, từ trong ta nối kết ra đây, từ một cái chặng, một cái mắt này đây, là hãy nhớ rằng chúng ta gieo xuống một cái hạt giống thiện và thiện trí.
thì chúng ta đây đó mới đích thị, đích thực là một cái con nhện khôn ngoan. Con nhện đó cái tao nào đứt cần thiết nó sẽ mang nối trở lại, và nó không chết vì đứt cái mạng nhện đó. Đây, chúng ta chủ động, chúng ta gieo xuống. Vì vậy cho nên chúng ta nuôi con mình đó, thì chúng ta nghĩ rằng là mình đang gieo xuống một cái hạt giống thiện lành. Nếu mình còn luân hồi, và luân hồi có cái phước làm người, thì chắc chắn mình sẽ có cha có mẹ. Và bây giờ hãy giúp cho cái đứa con của mình á được tất cả những cái thuận lợi tốt đẹp nhất, thì chính là chúng ta đang mở cái con đường mà khi nếu chúng ta còn luân hồi làm người thì chúng ta cũng gặp được cái người cha người mẹ y như chúng ta đã làm cha mẹ với con cái chúng ta. Nên gieo xuống hạt giống. Chúng ta không đòi hỏi gì cả, mình giúp người ta làm sao mình đòi hỏi được, nhưng vì mình sở hữu cho mình đòi hỏi. Mình nói đây là con của tôi mà, nó là máu thịt của tôi mà, nó là đời sống của tôi mà, nó là niềm hy vọng của tôi mà, nó chính là cuộc đời của tôi nối dài mà, nó chính là cái hậu của một ngày già yếu của tôi mà, nó chính là còn là cái hậu của gia tộc tôi nữa mà. Tôi chết rồi nhưng mà sự sống của tôi vẫn còn nằm ở con của tôi mà. Cái đó là pháp thế gian, đó là pháp tục đế mà chúng ta coi nó là pháp chân đế. Còn khi nào chúng ta hiểu rằng đúng như tất cả những cái điều chúng ta nói, cái đứa con chúng ta có thể là một cái niềm hy vọng của chúng ta như thế, nhưng chúng ta đây không có một cái quyền là phải khắn chặt nó như vậy, nhất định như vậy, bởi vì chúng ta đây không có sở hữu một cái gì cả. Khi nào chúng ta còn sở hữu thì chúng ta còn là để cho cái tâm tham của mình đó, nó được có cơ hội trở sanh. Và đây là pháp bất thiện, không bao giờ mang đến hạnh phúc cho ai cả. Không có mang đến hạnh phúc cho mình, cũng không có mang đến hạnh phúc cho con. Còn khi cái pháp thiện là mình, cái gì tốt đẹp nhất là đem đến cho con. Tốt đẹp theo cái nghĩa thiện, chứ tốt đẹp không có nghĩa là cái gì hưởng thụ thỏa mãn nhất để cho con. Hai cái đó khác nè. Phần lớn thì chúng ta nghĩ đến cái gì tốt đẹp để hưởng thụ nhất cho con mà chúng ta mang lại thì chúng ta đây rất là vui. Có chừng đi lệch chỗ đó. Chúng ta sẽ mang hết tất cả những gì tốt đẹp, tức là những gì thiện nhất của chúng ta đem đến cho con. Cái gì tốt nhất có thể đem đến cho con, cái gì chúng ta có thể ứng xử mà tuyệt vời nhất đem đến cho con. Nhưng nó phải nằm trong pháp thiện, chứ không phải là cung phụng tất cả những đòi hỏi, những ước muốn của nó, thỏa mãn cho nó, thì đó là người mẹ tốt nhất. Không phải. Có khi là người mẹ tội lỗi, có khi là người cha tội lỗi, chứ không phải là cái người tốt nhất. Đó là cái mà chúng ta cần phải biện biệt ra. Khi mà cái con nhện này nó nối một cái mối dây quan hệ, nó phải gieo xuống như thế nào cho đúng đắn. Không đúng đắn không được. Thí dụ như có những cái đất nước mà người ta có một cái chế độ phúc lợi rất là tốt. Một cái người thất nghiệp người ta có thể trợ cấp. Nhưng mà có những người, người ta tạo ra cái sự thất nghiệp, tạo ra sự thất nghiệp người ta hưởng đó. Thì có những người thế này là, thí dụ như là trong 3 tháng nó thất nghiệp đó, thì người ta đều giới thiệu cho mình một cái chỗ, tùy theo cái năng lực của mình ta giới thiệu đến để mà xin việc làm. Mình không đi là không được. Nhưng mà khi mà đi tới đó để cho mình bị từ chối thì người ta uống rượu vào. Thì khi đến cái văn phòng đó mà nó nghe cái mùi rượu là nó không tiếp. Nó chào xong nó bắt tay rồi thì nó cũng coi hồ sơ vậy, nó nói được rồi, hồi ra. Vì mình cố ý làm cho thất nghiệp. Thì tất cả những cái đó đó là những cái mà người ta gọi là cái khôn ngoan nằm trong mặt kép. Nhưng đây là nợ. Cái món nợ này nó không thua gì cái món nợ đàn na tính thí của chùa. Bởi vì đây là thuế
của tất cả những người ta phải lao động chân chính để ta đóng thuế. Còn mình á, không phải là cái người đích thự khó khăn để người ta có thể chia sẻ những cái đó cho mình, mà đây là mình trộm cắp. Hai cái đó nó khác nhau. Một người thất nghiệp thật sự hưởng cái lương thất nghiệp đó không có vấn đề, tại vì người ta có phước, người ta ở trong một cái xã hội mà cái vấn đề phúc lợi cao thì đương nhiên người ta được hưởng cái phước đó. Nhưng mà khi mà mình không có chân chính trong cái đó thì mình trộm cắp nó và cái nợ. Và cái này giai một không phải trả 10 đâu, mà giai một trả lũy tiến, bởi vì nó trả bằng kiếp sống. Mà nó trả không phải của một ông chủ, bởi vì đây không phải là cái người ký tên cho lãnh là trả cho cái ông đó, mà đây là tiền thuế của tất cả. Cũng như vào trong chùa mà trộm cắp á, thì không phải là trộm cắp ở nhà của cha mẹ hay của hàng xóm, mà đây là trộm cắp của đàn na tính thí. Mà đàn na tính thí thì nó nặng hơn cái thuế của bá tánh. Thuế của bá tánh là bởi vì mình đóng thuế để đây là phúc lợi xã hội mà cũng chính là phúc lợi của mình. Còn đàn na tính thí mà cúng dường trong tam bảo đó, mong có cái phước báo. Và cái đó đó, cái người trộm cắp không có bồi thường được. Và người ta cứ tưởng là cái món đồ này là cái món đồ này duy nhất là bán được bao nhiêu tiền thôi, chứ người ta không nghĩ rằng đây nó có, trong này nó có cái niềm tin, người ta đang mong chờ cái phước báo. Cho nên là tới chùa cứ lấy, người ta không hiểu được cái điều này. Cho nên cái hành vi trộm cắp là thân hành, nhưng mà trong cái suy nghĩ đó là cái nghiệp đó nó sẽ dai dẳng nó đi. Nên mình nhớ vậy nè, tất cả những gì thuộc về ngũ, cái độ ngũ của mình á, thì nó hiển hiện bằng năm con đường: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng rồi cái điểm cuối cùng của nó vẫn nằm trong cái động tác. Như thế, đây là cái lộ ngũ trên này. Nó đi từ cái chỗ mà kháng ý môn, rồi ngũ song thức, tiếp thọ, quán sát, phân đoán nhân gian, nó đi một cái đường dài như thế này. Nhưng mà rồi cuối cùng nó vẫn là động tác. Còn ở đây nó đi một cái đường ngắn là nó kháng ý môn, xong rồi vào đây cũng là động tốc, thì nó gặp nhau cũng là cái lộ ý. Cho nên là cái động tốc này nó trải ra một cái chiều rộng trong cái lộ ý, rồi trong cái lộ ngủ trải ra cái chiều rộng trong cái lộ ngủ, nhưng mà trong cái lộ ý nó đi vào được con chiều sâu, đi sâu vào trong. Cho nên những cái gì chúng ta thấy, nhắm con mắt lại, trạo lại, là nó đã đi vào trong rồi. Đây có một cái câu hỏi nói thế này: tại sao khi tâm trạo lại những cảnh cũ thì lại thường trạo lại những cảnh đau buồn nhiều hơn cảnh tốt? Lý do là như thế này, là nơi cái tâm mình á, những cái đau buồn nó mạnh quá, nó lấn át. Thành ra khi mà nó trạo lại đó, chỗ này thì nó trạo lại, thì cái phần này nó phi như lý tắc ý, nó khởi lên, nó mạnh. Mà hầu hết chúng ta đó thường bị những cái cảnh xấu này nó trào lại. Nhất là sư cô nói rồi, có giảng rồi, bữa nay chỉ lặp lại để giải thích thôi, là khi mình lớn tuổi đến một lúc nào đó, cái tâm mình nó đi về cái quá khứ nhiều lắm. Thành ra vài ngày trước khi chết, vài tháng trước khi chết, nhắm con mắt lại mà nói toàn những cái chuyện cũ, nhất là những chuyện buồn phiền. Và sư cô trong lớp này, sư cô có kể đó, là sư cô có chứng kiến một cụ đó. Khi mà cụ tỉnh đó, mà cụ thấy sư cô thì cụ chào hỏi đàng hoàng, là kêu lại gần nắm tay, rồi hỏi đã ăn cái gì chưa. Nhưng mà bắt đầu nhắm con mắt lại rồi đó, là coi như ai cũng chửi mà ai cũng đánh được. Khi sư cô hỏi lại cái người trong gia đình đó, thì biết rằng đó là cái khi mà cái người này còn trẻ lập gia đình đó, thì phải chịu cái cảnh làm dâu cực kỳ là khó khăn, khốn khổ, rồi sau đó lại chịu cái nỗi khổ vì chồng, rồi hơn nữa là nuôi 5 đứa con, thành ra phải quằn người trong cái đời sống như vậy, là nó phải, nó gọi là coi như là nuốt cái nước mắt vào trong để mà gánh một cái gánh nặng đường dài. Thì bây giờ bà có một cái phước báo là các con rất là có hiếu.
Nhưng mà những cái quá khứ nó kéo dài hơn nửa cái đời người đó, mà nó bị chìm sâu vào trong cái nỗi đau khổ nè. Phải gượng cười, gượng nói đây mà chia giấu cái đau khổ bên trong. Giờ đây đến lúc cơ thể đã suy yếu, đến lúc mà mình cái ý thức về kiểm soát của mình không còn mạnh nữa, thì tất cả những cái này nó trào lên. Cho nên khi nó trào lại thì tất cả những cái đau khổ trào mạnh nhất. Đó là những cái vết chém ở trong cái cuộc đời của mình. Nó chém vào trong cái thân cây, nó chém vào trong những cái mạch nuôi dưỡng của cây đó, mà mình chỉ trám một cái lớp mỏng bên ngoài thôi, cho nên nó rỉ máu. Cho đến khi nào cái lớp băng mỏng này nó rơi ra đó, thì máu nó cứ chảy ra như thế. Thành đau khổ không nguôi. Và phải cái giờ gần cuối cuộc đời của mình đó, mình mới biết là suốt cái cuộc đời mình cam khổ chịu đựng như vậy mà mình có giải quyết đúng hay không. Hay là ta cắn cái răng lại, ta nuốt cái nước mắt vào, và để cho nó, cái nước mắt này giờ đây nó trở thành một cái chất axit, nó đã nuôi dưỡng ở bên trong, nó phá hoại hết, và giờ đây nó tràn ra. Những cái đó là những cái mà khi những cái đau khổ trong cái đời sống của mình á, mình không có quá giải, mình không biết xót thương mình, mình chỉ nghĩ tới người ta thôi. Phải nghĩ tới mình. Nghĩ tới mình đây á, trong cái sách mà thế gian người ta viết á, người ta đều luôn luôn nói như thế này: nghĩ đến mình nhiều là ích kỷ, nghĩ đến người ta là vị tha. Nhưng mà nghĩ như thế nào là ích kỷ, mà nghĩ như thế nào là vị tha thì người ta không có nói được rõ đâu. Người ta chỉ biết là chỉ mình nó sống hết lòng vì người khác thôi. Cái gì mình cũng chịu đựng hết, cái gì mình cũng lãnh cái phần thiệt thòi hết để cho người ta, thì đó là cái người tốt. Thưa quý vị, phải xem lại. Có những cái được, có những cái không được. Ví dụ như bây giờ cha mẹ chia tài sản mà anh em nó tranh chấp nhiều quá, thì mình nói thôi, phần con không lấy đâu má, con có lấy thì con giữ giùm cho má, bao giờ má không có còn nữa thì cái phần này còn yêu nguyên của má. Thì cái đó đúng đấy. Đúng đấy. Chứ không phải rằng bây giờ là anh chị em mình đánh bài đánh bạc rồi thua lỗ hết rồi nói thôi, má à, con thương má lắm mà, thấy má khổ con đành lòng, con thấy anh em khổ con đành lòng, thôi nhà con còn có gì dọn hết đi cho nó xong. Không phải đâu. Không phải như vậy đâu. Là vì chúng ta đã đi vào cái chỗ là tận cùng không có thể suy nghĩ được nữa rồi. Cho nên thôi bây giờ buông hết đi cho nó đỡ phải đắn đo, phải khổ sở. Không được. Mình thương mình là gì? Mình thương mình đây không phải ích kỷ, mà thương mình á, mình hỏi mình đang lâm vào trong cái phần tâm tối này, hay mình ở trong cái chỗ này. Nếu mình ở trong cái tâm tối này, hãy cứu mình đi. Còn mình có thiệt thòi gì vật chất trên thế gian bao nhiêu này đó, thì mình chấp nhận để mua sự bình an. Chúng ta phải nhớ vậy. Thương mình là ở chỗ đó. Còn có người thương mình á, là cũng giống như những bà mẹ mà thương con không đúng vậy đó, phải tạo điều kiện cho mình hưởng tất cả mọi thứ, mất một cái hưởng mình không chịu, mình nghĩ đó là mình thương mình. Nhưng cái đó là sự sai lầm. Mình thương mình là phải cứu ra khỏi cái sự đau khổ này. Bằng mọi giá phải đưa ra. Tao nhà anh này mất cái nào cũng được hết, nhưng mất cái sự thiện lành này thì không mất được. Đó là cái chúng ta phải chọn lựa trên thế gian này. Không chọn lựa không được. Chứ không phải là mình không tốt với người khác có nghĩa là mình ích kỷ, không có vậy. Có trường hợp đúng như vậy, có trường hợp không phải. Không có thể mà làm cho tâm tối đời mình để mà lót đường sáng chói cho kẻ khác, không có. Chúng ta phải làm sáng sủa đời mình và để cho đời người khác cũng sáng sủa. Còn khi mình hiểu sai đó, thì mình chấp nhận tâm tối đời mình để sáng sủa đời người ta, thì cái chuyện đó
là nó gọi là cái người mà gọi là cái sự tử tiết của một thánh nữ. Thánh nữ nên nằm trong ngoặc kép, bởi vì nó không phải thánh, không phải. Mà đó là cái việc chúng ta hiểu biết sai lệch, chúng ta nhận không ra. Là nó có khó nhất là cái mà mình phải nhận ra trong những cái suy nghĩ của mình đó, cái chỗ nào là cái pháp thiện và chỗ nào là pháp không thiện. Sư cô nhớ là sư cô giảng trong cái phần cái tâm tham, sư cô có nói đến một cái tác phẩm Ruồi Trâu. Thì trong cái tác phẩm đó sư cô có nói đến ông cha. Khi cái người ông cha này khám phá ra cái đứa con ruột của mình là một cái người có một cái lý tưởng đem lại cái sự tốt đẹp cho toàn dân, nhưng mà người này đã chủ trương đó là muốn đem lại cái sự tốt đẹp nhanh chóng nhất cho cái người dân đó, thì có con đường duy nhất là con đường bạo động, phải đập dỡ một cái thể chế xã hội này đây, rồi phải tiêu diệt những cái con người gắn với cái thể chế đó để lập lên một cái thể chế mới và những cái con người mới. Nhưng mà cha là một cái người mà được người ta, tất cả trong cái giáo hội cũng như là tất cả những cái người tín đồ đó gọi là Đức Thánh Cha. Bởi vì suốt cuộc đời của cha đó không có cái gì cho riêng mình hết. Người ta đem đến nhà thờ bao nhiêu thì cái gì Đức Cha lo cho nhà thờ thì lo, còn bao nhiêu là đem hết cho giáo dân của cha. Nên người ta gọi là Đức Thánh Cha. Thì khi mà cái đứa con của mình nó nói chuyện như vậy thì trong lòng cha không chịu đựng được. Bởi vì cha nghĩ rằng cái gì tốt đẹp nhất mà bắt đầu bằng cái chuyện cái chết của người khác là máu đổ thịt rơi thì cha thấy không có được. Và cái người con này mới nói rằng nếu cha đích thực là cha của con thì cha phải ủng hộ việc làm tốt cho con, nghĩa là cha phải đi theo con. Và cái điều này nó không nói một cách đơn giản, mà nó nói một cách khắc nghiệt ở cái chỗ đó. Là nếu như cái người cha này chấp thuận đó thì cái đứa con này đó nó sẽ vượt ngục. Và cái vượt ngục này với sự bảo trợ của cha và với một cái tổ chức mà hoàn hảo của cái nhóm mà đứng lên để đấu tranh như vậy đó thì người con này có thể thoát được. Còn nếu cha không đồng ý thì cái người con này không tổ chức vượt ngục và sáng ngày mai đây sẽ phải ra pháp trường. Thành ra một cái yêu cầu mà nó đưa vào một cái tình thế cực kỳ khắc nghiệt như vậy. Thì cái ông cha này ổng rất là khổ tâm, bởi vì đó hai bên chống đối nhau. Bây giờ giữa một cái cảnh mà tất cả những cái người khác phải chịu cái chiến tranh, phải chịu cái sự giết chóc, sự đau khổ này, và một cái đứa con máu thịt của mình, cái đứa con mà mấy chục năm qua đó mình cảm thấy hết sức là rai rứt trong lòng, bởi vì mình không có tròn trách nhiệm của một người cha đích thực của đứa con. Bây giờ đây gặp lại trong cái tình huống này, mình thể hiện cái vai trò làm cha của mình hay mình thể hiện cái vai trò đức cha của giáo dân? Thì trong lòng của vị cha này đó đã rõ ràng là cái con đường đó, cha là Đức Thánh Cha của giáo dân. Cha chọn một cái con đường không có máu đổ, không có thịt rời. Và cuối cùng thì cha nói rằng cha là một cái người đi theo con đường của Chúa, cha không có thể nào mà cha chấp nhận bạo động được cả. Đó là cái lời cuối cùng nói với con mình. Và sáng hôm sau thì cha từ trong cái giáo đường của cha đi ra, và cha biết cái khu vực đó là cái pháp trường, và cha thì không thể nào vào được, và cha cũng không có một cái định hướng. Cha cứ đi như thế, trong cái trời lạnh, trong cái sương mù, và cha đi như thế. Và khi cha nghe cái tiếng súng nổ xong thì cha lảo đảo cha đi về. Và sau đó
Và cha cứ ngồi như thế. Và cha thấy nơi cái thánh đường, cái chỗ mà cha làm lễ, cha giảng pháp, thì cha thấy cái giờ này giáo dân vào rất là đông. Vào rất là đông. Vào đông lắm. Nhưng sao thấy cha thấy nhạt nhòa những cái máu. Và cha thấy những cái giáo dân này là những con sói dữ. Và hình như máu của con cha đã đổ xuống. Và những cái con sói này nó đã ăn máu con của cha. Và như vậy cha ra đi. Và ngày hôm sau người ta thông báo rằng là Đức Thánh Cha đã đột quỵ. Nhưng mà trong cái tâm linh của cha, cái gì đang xảy ra vậy? Giữa cái mà nơi Chúa dạy cho cha đó là phải có cái lòng bác ái, phải có sáng suốt trong cái lòng bác ái đây, thì cha đã đi đúng rồi. Nhưng mà trong cái tình riêng của cha đối với đứa con là ruột của mình, là máu thịt của mình, chỉ cần một tiếng ừ của mình thôi thì con mình còn sự sống. Và giữa cái lý tưởng mà cha con mình nó tạo ra đó, là với gì mình đó, tuy nó sự có sự khác biệt nhưng mà trong cái mà hướng tới thì nó giống nhau. Mình muốn đem tới một cái đời sống tốt đẹp, bình yên cho giáo dân của mình. Con trai của mình muốn cho có một cái xã hội, một cái đất nước dân tộc cũng được bình an, cũng được thịnh vượng. Nhưng mà hai cái phương cách nó khác nhau. Một bên thì bạo động, một bên là bất bạo động. Và con mình nó kết tội rằng chính cái sự bất bạo động của mình, chính cái việc làm thiện của mình là để xoa dịu cho tội lỗi của kẻ khác. Cha không có làm cái chuyện đó. Tất cả những gì cha làm vì tình thương đối với giáo dân. Ngoài ra cha không có xoa dịu cho ai hết, và cha cũng không có làm cái gì cho ai hết. Chuyện của cha là cha chỉ làm những cái điều thiện mà thôi. Nhưng mà tại sao cha chịu không được cái sự xung đột đó? Vì cha cho tới giờ chết cũng không có giải ra được là hai cái xung đột này nó nằm trên hai cái trận tuyến khác nhau. Là ở chỗ đó, khi cha đi vào cái lòng bác ái đó, thì cha chỉ đem đến cái sự bình an và tốt đẹp cho tất cả các cái giáo dân. Nhưng mà được cho tất cả các cái giáo dân này rồi đó, thì máu trong tim của cha nó phải chảy ra, là bởi vì đứa con duy nhất của cha đã chết tại pháp trường. Và máu của nó tuôn đổ nơi pháp trường, mà cha không có một cái cách gì để nâng đỡ cho đứa con trai duy nhất của mình. Và đứa con trai này nó nói rằng ông chỉ là một người giả dối, bởi vì nếu ông có tình thương thì cái núm ruột của ông đây, ông không thể hiện tình thương thì ông thể hiện tình thương với ai? Ông thương cái danh tiếng của ông không? Ông không có một cái tình thương đích thực. Nếu ông có tình thương đích thực, ông phải thương con của chính ông. Con của chính ông không được thương thì ông thương cái danh vọng của ông mà thôi. Nhưng cha không phải vì vậy. Cha làm tất cả những cái điều đó không phải vì danh vọng, vì tình thương đích thực của cha đối với giáo dân. Nhưng tại sao con của cha lại nói như vậy? Mà quả thật có một cái gì cha sai ở đây? Quả thật có một cái gì mà tại sao cha không có mở lối được giữa cái tình thương đối với giáo dân và tình thương với đứa con mình? Cái chỗ nào là cái điểm chung để mà cho nó hòa kết lại? Nó không có một cái điểm chung. Nó không có một cái điểm chung là bởi vì giữa cái này nè, giữa này, nó chỉ giải quyết bằng con đường của trí tuệ. Cái trí tuệ nhận ra được cái thiện và cái bất thiện. Thiện bất thiện thì cha đã nhận ra rồi. Cha mới nói, con ơi, cha đây đó không có thể nào mà thấy được người ta phải đổ máu ra mà chết mà cha có thể yên tâm được. Cho nên con đường bạo động là con đường cha không có bao giờ dám nghĩ tới. Cho nên cha không có đi chung đường với con đường. Thì cha đã chọn mà. Thiện và bất thiện cha đã chọn rồi. Nhưng tại sao bây giờ tất cả những giáo dân của cha, những người mà cha chấp nhận mất cái đứa con riêng của mình để đem cái sự sống lại cho tất cả mọi người đây, tại sao nó biến thành những cái con sói? Tại sao máu
đầy trong cái thánh đường này, và những cái con sói này nó say sưa nó uống cái máu đó. Và bởi vì nơi chưa cái tình duyên này cực kỳ mạnh mẽ và sâu sắc, chôn vùi trong cái lòng cha thành như một cái lò lửa. Là bởi vì ngay khi cái người con gái bé bỏng mà cái tuổi thanh niên của cha đó đã gắn bó với người này như bóng như hình. Và khi cái cô này mang thai và báo cho cha biết thì cha chưa biết phải giải quyết ra sao cả. Một là bỏ cái con đường mà mình đang mặc cái chiếc áo đây, chiếc áo của nhà tu đây. Hai là mình phải sống với cái người con gái mà mình đã đặt hết một cái tình thương yêu. Cô này khi thấy cái sự phân vân của cha, cô ấy nói rằng là: cha cứ yên tâm đi con đường của cha, và cái đứa con này sẽ không có ai biết hết, và con sẽ nuôi một mình. Và đây là hạnh phúc của con. Thì cha mới nói rằng là: nhưng mà cha có trách nhiệm, thì khi nào sanh xong nó thì báo cho cha biết, và cha sẽ có cái cách để cha làm tròn cái vai trò người cha của mình. Còn bây giờ là sự hy sinh của cô. Và có lần đó, cha đã nằm mơ, cha thấy rằng là tất cả đều cha không còn ai hết đó. Thì cha nhìn xuống, cha thấy một cái việc làm. Và nơi đó, cái người con gái bé nhỏ nằm trong cái đáy huyệt đó. Và cha nói: em ơi, hãy cho tôi nằm một bên, bởi vì tôi đây rất lạnh. Thì cái người con gái yêu thương cha hết lòng đó đã nói rằng: không, đây không có chỗ cho cha, huyệt lạnh này không có chỗ cho cha, và ở đây chỉ nằm có một người mà thôi. Và cha đứng đó, cha lại tiếp tục bơ vơ trong một cái khoảng không mong quạnh như thế. Bởi vì cái nỗi đau giữa một cái tham luyến và một cái từ bi trong cái tâm cha đó, nó là xung đột giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện mà sư cha không quá giải được. Và bây giờ cái giờ cuối trong cái cuộc đời của cha và cuộc đời của đứa con này đó gặp lại, nó vẫn là một cái sự xung đột giữa hai cái con đường bạo động và bất bạo động, giữa cái mà một cái phương cách đổ máu để đưa đến bình yên và cái phương cách bất bạo động để đưa đến bình yên. Quá giải không được hai cái điều này. Nhưng cái xung đột đó lại xảy ra trong lòng cái con người. Một con người mà người này không tách được hai vấn đề này. Nếu như người ta tách được hai cái vấn đề này ra thì sẽ không có cái mà ngồi đó nhìn trong cái thánh đường này, tất cả những giáo dân lần lượt vào rất là đông đủ, nhưng tại sao biến thành con sói, tại sao lại uống máu của con mình? Không có cái nhìn nhạt nhòa và đầy những cái hình ảnh mà bi kịch trong lòng mình như vậy, không có. Mà cái người này sẽ thấy rõ, giờ đây giáo dân đang đi vào trong cái thánh đường, và cái màu đỏ trên những cái tấm nhung ở trong cái giáo đường đó khi chiếu xuống giáo dân này không phải là màu đỏ của máu, mà nó là cái màu hồng của một cái sự sống, một cái sự sống vươn lên. Bởi vì giờ đây trong tâm cha đã thấy rõ rồi, mình đi vào cái con đường thiện lành, con đường của bác ái, của từ bi. Nhưng trong cái đời sống cá nhân phàm phu của mình á, không thể không có liên hệ. Và cái giờ phút nào cái luyến ái nó đang hoành hành trong tâm của mình, và cái giờ phút nào cái sự thánh thiện đang có mặt trong tâm của mình, đã thấy rõ rồi, đã chọn lựa rồi, tại sao bây giờ còn hối tiếc? Tại sao bây giờ còn đau khổ? Vì mình muốn cả hai. Muốn có giáo dân của mình, muốn cho tất cả những cái điều tốt lành của mình được hiển lộ đó. Và đồng thời trong cái riêng tư của mình vẫn muốn chọn một cái sự riêng tư này. Hai cái pháp này phải có mặt trong cái đời sống của mình.
Và đây hai cái pháp có mặt trong đời sống mình hiển lộ rằng mình là con người phàm phu, phải nhận ra. Và tất cả chúng ta đây phàm phu, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái khi mà những cái cảnh cũ trạo lại, thì những cái phàm phu này nè, những cái mà nó còn trong cái quế nhiễm của cái tham sân si này, nó phải rất là mạnh. Chỉ khi nào bằng cái trí tuệ tâm linh chúng ta tách ra, chúng ta biết rõ nó, chúng ta soi thấu nó, thì chúng ta thoát. Còn nếu không, nó sẽ xung đột trong cuộc đời của chúng ta, và nó làm thành những cái bi kịch mà chúng ta không thể hiểu được. Và chết trong đột quỵ như thế, ra đi vẫn là tâm trạng của một người đột quỵ. Cho nên nhớ rằng tất cả những cảnh cũ trở lại, chỉ khi nào cái phước báo chúng ta đầy đủ thì những cảnh tốt mới trở lại nhiều, mới mạnh. Còn không, những cái cảnh cũ luôn luôn là nó trở lại rất là mạnh. Thì hiểu được cái này chưa? Xin mời nghỉ.